nhưng mà không phát được nữa. Trời, hello chị em mình nha. Ai vô rồi tương tác lên luôn dùm Nguyên nè. Khách chị bên đó không? Thôi chị bên đó không, bỏ ra sao. Chứ nên lên cả mẹ cả bé nhé chị em mình nhé. Đây là biết khi mua ở trên trang cá nhân like được đó, đó. Đâu có like trên, đâu có like trên hội đồ được đâu. Chia sẻ 30 hội đó. Trên đó. Kíp à? Chấm lên nữa nè. Cái mà bên này nó nhảy lực xe rồi mà. Em vừa nhảy sáng nay. Sáng nay hả? Rồi vào thôi chị em mình nha. Ơ, cái này chị Chi, chị Chi ta. Chị Liễu sầu đời chứ hỏi cái này nè. Để lại chị. Bộ hai bụi đó. Bộ này người ta chốt, người chốt không có. Người chốt không có, người lại xả. Rồi, chị nào vào rồi tương tác lên luôn dùng Nguyên nha. Xả bộ này cũng như thế luôn. Dạ, chị Thảo Nguyễn. Còn quần đùi 45k à. Quần đùi gặp like có, tí xíu em lên nha. Lúc chưa chốt đơn, chưa đi đơn chưa Nguyên. Dạ chưa chị ơi, chưa nha. Quận Nam mà quận Nam em hết rồi. Chị chưa ra gọi điện chốt đơn à, Thanh Thương à. Thanh Thương cái là lúc nào đây? Thanh Thương nhắn tin rồi đó. Nhắn tin rồi, chị kiểm tra trong tin nhắn giùm em nha. Kiểm tra chứ tin nhắn chờ luôn giùm em với. Rồi, đây chưa, để chị Liễu sau đời đi. Cho Nguyên lên mã. Dạ, nếu mà chốt được thêm cái gì ấy, tưởng con tưởng con chốt 4 cái nữa. Em hết sạch rồi. Chiếc hoa cúc chưa nhé chị Anh Lai Lương ơi. Mỗi khi lại không mua, hết rồi là cứ đâm ra hỏi. Cái gì này là lạ ta? Ủa, bộ này lúc mua? À 73.000. Tự nhiên cái hoa hàng này là hàng thương hiệu nè, hàng công ty nè. Bộ này là bộ thô nhá, size 55kg quay đầu. Lên tặng luôn cho chị em bộ này 59.000. Sáng nay nhận hàng thấy đẹp mà. Hết rồi. Cái gì không đẹp cũng lo tranh thủ chốt đi. Cố gắng chia sẻ lên luôn dùng Nguyên cho chị em mình ơi. Lên luôn dùng Nguyên con đầu tiên. Hồi nãy nó mới cũng đăng xe chị em mình bộ này 73.000. Bán tặng luôn cho chị em mình bộ này luôn. Bộ này hàng rất là đẹp luôn, size 55kg quay đầu. Bộ này bộ hàng công ty, hàng Tuyết Anh. Sale nốt luôn cho chị em mình 59.000. Size 55 nhá. Bộ này chị em mình cái chắc này càng giặt nó sẽ càng mềm ra. Comment mã nó là mã tặng 59k. À hello chị Trang Thùy nhá. Đó là tin nhắn chờ không có, chị coi. Đó là có nhắn tin rồi đấy chị. Rồi tiếp luôn dùng cái này. Sao như thế này là cái xả cái này ta? Hai cái à? Chúc mã 60 size 38. 60 size 38 cái này 60.000 hai con và size 38 nhé. Máy bộ lăn mẹ đẹp. Yeah. Bộ lăn lửng con ong màu đỏ để em một bộ. Còn nhá Thủy Tạ ơi. Chiếc này bóc lên. Hoa xanh chị Thanh Hồng ơi, không chia sẻ không chốt nha. Toàn bộ giá này em chỉ chốt cho chị đã chia sẻ thôi. Comment mã này là mã ngực. Ngực 60k.
chị với lúc cái không chia sẻ với chị Ngọc Quyên. Cái chị Ngọc Quyên đây này, cái chị Ngọc Quyên đấy, cho chị Ngọc Quyên cái này này, cái bộ kia chị nào mà không chia sẻ không chốt những cái này nha, lưu ý luôn dùng Nguyên, vì đã là giá bán tặng thì là Nguyên chỉ chốt cái chị nào chia sẻ cái này có màu đỏ, còn cái màu đỏ bán cái này màu đỏ cái cho nó đỏ lên nè. Size từ 40-60 trẻ mình ăn ok. Cái này là hàng có trong tàu, còn màu đỏ nha, còn màu đỏ cái này có trong tàu, toàn bộ là hàng theo nè, toàn bộ hàng theo. Cái này là giá Nguyên bán tặng, nên là Nguyên cũng chỉ xíu nữa sale luôn con váy này luôn đi, nên là Nguyên cũng chỉ chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Cái này là có tông tàu à, cho shop luôn kia mà vẫn chưa thấy rep à, trang cá nhân hả chị ơi, ok để em kiểm tra nhé. Comment mã này, toàn bộ khách nhà Nguyên khách mới có đơn là nhắn tin qua luôn, nhà Nguyên chủ yếu là nhà Nguyên chốt đơn qua trong tin nhắn, thì là bên nhà Nguyên còn kê lại được bao nhiêu món bên nhà Nguyên đặt chốt qua tin nhắn hết. Bảy view lên luôn dùng Nguyên tí xíu nữa bán tặng cho chị em mình cái mã này. Cái này là bán tặng nhá, nên là Nguyên cũng chỉ chốt cho chị nào chia sẻ thôi. View ít quá. View lên chậm quá. Comment mã này là mã tặng luôn dùng Nguyên này. Toàn bộ là theo này. Lên tặng cho chị em mình con này luôn. Thấy chị em ly trần rồi. 19k. Comment mã 19k luôn. Tặng 19k, chút mã T19 là được nhá. Nguyên sẽ chốt cho chị nào chia sẻ. Toàn bộ là có tông tàu và theo hết toàn bộ. Nguyên nói thật sự là những cái giá này là bán cho chị em mình là đây chưa nửa giá nhập. Coi như là nửa giá nhập, toàn bộ là theo hết. Chút mã T19. Comment mã T19 luôn dùng Nguyên. T19 cho Thảo Nguyễn một con. Thanh Huyền một con. Ở đâu ở dưới rồi nè. Bắt cho dùng Nguyên cái hình khác ra rồi. Chốt cho chị nào chia sẻ nha. Thanh Huyền con này, Thảo Nguyễn có rồi nè. Thanh Huyền cái bản hiệu cơm mới tắm à? Bản hiệu cơm tắm ấy. Đây nè chị, này đây rồi bên. Đây nè bên em vẫn nhắn tin cho chị trước đây, sao chị bảo là không có nè. Thế là hồi tối là Thanh Huyền đỏ. Cho chị Kiều Trang cái. Kiều Trang cái. Ok chị Kiều Trang cái. Thu Hồng không chia sẻ là chịu. Chị Thu Hồng này hay lắm nè. Các like trước cũng như thế. Muốn săn hàng sale thì em chỉ chốt cho chị là chia sẻ thôi. 19k. Còn chị em mình ngại chia sẻ thì thôi không chốt những cái mã này. Nha chị nào mà ngại chia sẻ thì bỏ qua những cái mã này. Rồi lên. Cái này ai bộ đang mang này, màu đen Nguyên hết sạch sành xanh rồi nè. 55kg quay đầu. Bán tặng cái dẻ mình bộ này 49k luôn. Màu này là Nguyên hết sạch sành xanh rồi. Cố gắng chia sẻ luôn dùng Nguyên nhé. Toàn bộ là hàng xịn sò hết. Toàn bộ là hàng xịn sò hết. 55kg quay đầu hàng Quảng Châu này. 55kg quay đầu. Chút mã tặng 49 luôn dùng Nguyên. Nguyên sẽ chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Còn chị nào không chia sẻ chốt. Mà là cái chị này mình đang like mà đang lại gọi ta. Minh Hiếu. Rồi bị đứng rồi đấy. Bà coi cái máy dưới này bị đứng rồi kìa. Máy nào đứng? Dưới này đứng này. Bà coi được ta. Bình thường mà. Hello chị Hà Nguyễn nhé. Bình thường không? Đây thấy đứng đơ nè. Nó ra vô lại đây nè. À được. Rồi lên luôn những mã tặng nắp luôn dùng Nguyên. Trời ơi. 29k luôn. Form này trẻ mình từ 40 đến 60 là trẻ mình mang ok. Cảm ơn mã nách đen 29. Nách đen 29. Cái bộ này sao tranh nhau chốt sao? Sao lại bỏ ra đi? Nghĩ ra cái bộ này mà bị mát trai trẻ mình nghĩ sao ấy? Trời ơi, trẻ mình coi lại bằng cái mắt nào. Cái bộ này mà bé trai nào mang trẻ mình bó tay luôn thì 29 hết rồi nha, nách hết rồi, nách cho anh Lê Lương rồi. Sai này dành cho trẻ mình 52 chị Thu Hồng chia sẻ của nghe. Còn bộ giá này chị Thu Hồng Nguyễn Bu chia sẻ đừng nhắc nữa. Cái bộ này mà trẻ mình nghĩ xong mà kêu là bộ bé trai
Mình không biết là bé trai nó có mang kiểu này hay không. Hàng này hàng người lớn mang được, bé mang được size 52kg quay đầu. 52kg quay đầu này. Cảm ơn mã tặng bộ dây này. Nguyên nó 19k. 52kg đổ về là chút đẹp, nguyên mang ok này. Thôi chút 50 thôi để cho nó khỏe, cho nó mang cho nó rộng rãi nhé. Này 1, 2, 3, 4 chốt nha, hôm qua Nguyên đâu còn bộ nào đâu. Comment mã bộ 19k, chắc này là chắc sắc nát hết rồi nha. Bộ này là bộ KT. Bộ KT nhá. Chốt mã tặng 19k luôn dùng Nguyên, chị Đăng Cương không chia sẻ không chút nha. Cho bởi thế nhiều chị chốt mà lý do xã em không biết là như thế nào luôn. Cho Lê Châu. Ba bộ Lê Châu. Hết. Ba bộ Lê Châu. Như càng 4 bộ. Như càng không đủ 4 bộ, còn bộ thôi. Còn đúng một bộ. Bộ này thì đang lên luôn cho chị em mình 75k này. 75k này. Size 2XL. Lên luôn dùng mã 69. Rồi ok, sắp lên đi. Hết 19 rồi chị Thảo ơi. Em hết 19 rồi nha. Bộ em đang mang bộ em đang mang chừa cho chị Việt 10 bộ này. Chị Mộng Thu Hồ cái quần nớt kìa. Cái chị mua đó bảo chừa cái chữ Dio ấy. Chữ Dio là chữ nguyên mang. Không, Mộng Thu Hồ là cái chữ đen ấy. À đấy, cho chị Việt 10 bộ này. Như Trang một chị bộ. Chị Nhi Trang được một bộ chị ơi. Comment cái này. Chị Văn Cương, chị Thu Hồng không chia sẻ, không chốt được những cái mã nào nhá. Thường là những cái này em đã sale gọi là bán tặng. Nhiều cái bán lỗ là để lấy tương tác, để lấy lượt chia sẻ của chị em mình ấy. Mà chị em mình không chia sẻ thôi. Số 3 cái không vừa chị ơi, 57-58kg quay đầu thôi. 69k. Cái này ở đây chị Dị Tá, chị Thủy Tạ nè. Đây này chị Thủy Tạ ân cái mã này lên nè, nhanh tay nè. Hàng này đang bán 75 và cái sọc đen này cũng hết sịch sình xanh rồi nè. Chút mã 69. Comment mã 69 luôn dùng nguyên size 55-57kg là chút đẹp cái size 2 đấy. Bộ này cũng như thế luôn. Chút được rồi lại xả. 69k nốt luôn, comment mã vàng. Vàng size 2 nhá. Chị nói lấy vàng size 2, comment mã vàng size 2 luôn dùng nguyên. Vàng size 2, size 57 cái này có hôm bữa up lên trang cá nhân là hết sạch sần xanh mấy cái màu này rồi. Chị nào lấy vàng comment vàng luôn dùng nguyên caro đen chốt nhá. Cho chị Thanh Huyền Nguyễn caro cho chị Thanh Huyền Nguyễn. Còn vàng nhá, còn vàng. Chị ơi, chị bấm chia sẻ chỉnh cái chế độ lên. Đây nè. Chị Nguyễn Lê Bảo Trang không chia sẻ. Đây nè. Bấm nè, chị em mình thoát ra ngồi đi nè, chia sẻ nè, viết bài nè, chỉnh cái chế độ này nè. Ở cái hình là công khai hay là một bè mình xem hoặc là bạn bè xem. Do chị chia sẻ không đúng ấy. Chị chia sẻ không đúng này, nó là không hiện người chia sẻ đâu. Sọc đen, chị ơi, chị Văn Cương không chia sẻ, không chốt cái này đâu. Bấm chế độ công khai lên giùm em nhé. Tại vì là những cái mã này bán tặng cho chị em mình là giá này là giá nhập ở đâu so với giá nhập rồi. Trời ơi, cái này thì là nó xịn hơn cả hàng Kid Moon nhá. Size 14. Bán tặng 49k. Ok, Thu Hồng chia sẻ rồi đó. Đấy, do không đúng chế độ đúng không? 14kg, 49k. Trời ơi, xinh lắm cái bộ này nè. Chị nào lấy mã 49, chút mã 49 luôn dùng nguyên nè. Giờ được rồi đấy chị kìa. Được rồi đấy. Comment mã 49k luôn dùng nguyên. Được nha, chị nào lấy này chút nhanh tay luôn dùng nguyên mã 49k nè. Comment mã 49k luôn dùng nguyên. Rồi chốt mã này 19k. Em thấy chị Như Trâm chị ơi. Thấy chị Như Trâm nhá. Chốt mã chục 19k nốt luôn. Con chị em mình từ 40 đến 60kg là chị em mình mang ok con này luôn. 49 cho Thanh Hiền cơm 8. Từ 40 đến ghi cơm 8 chứ không. Chứ không lộn Thanh Hiền ấy. 40, 60 chị em mình mang ok. Chốt mã chục đỏ 19. Chục đỏ 19. Vàng 2 cho chị Phạm Hiền Vi. Chục cho chị Anh Lai Lương. Chục cho chị Anh Lai Lương. Rồi lên luôn dựng mã sọc luôn. 20k nốt luôn. Sọc 20. Chục 19. Sọc 20. Trời ơi. Mới nói là bán 26 nghìn đã rụng rời tay chân rồi. 20k. 19 em hết chị Hà Nguyễn ơi. Lên luôn dựng mã này là mã 20 xanh 20 cam. Phong 40, 60 trẻ mình mang ok hết. 62 cái vẫn mang được. Chị nào lấy cái này lên chung mã 20. Lên combo đi. Chốt mã 40 đi. Chị nào lấy mã 40 chốt không tắt ra nữa hè. 40 đi hè. Sọc 20. Còn quần đùi em lấy mình hai cái. Sọc chị Như Trâm ơi, là cái mã nào? Kim Ngân, Phạm Nụ. Là cái mã nào?
Cái này rồi lên luôn những cái này 35k nốt luôn, theo 35k. Hôm này 40 60 trẻ mình mang ok hết luôn, Nguyễn Hữu Linh sai nhé. Từ 40 60 là trẻ mình mang ok con này luôn. 40 60 này, con này đang sale trẻ mình là 45k. Con này chắc đã lắm, chị nào nhận con này về biết chắc này. Tặng nhá, chúc mã tặng 35 xanh. Tặng 35 xanh. Tặng 35 xanh luôn dùng nguyên này cho chị Phạm Hiền Vy này. Phạm Hiền Vy này. Comment mã này là mã 20 luôn, cố gắng chia sẻ lên luôn dùng nguyên nhá, view cao xíu chị em mình ơi. Quần đùi 42 U Mỹ Hà. Mới đăng trên file á, chị ơi chờ em xíu em lên. Tí xíu em lên luôn. Bao đẹp, cái nàng theo xe 52 quay đầu chị em mình chút ok dòng găng nhá. 52 quay đầu. Comment mã này là mã 20. Chúc mã 20 nhá. Comment mã 20. 35 hết rồi. Comment mã 20. 20 nha, chốt cho chị nào chia sẻ. Rồi. Bộ em mặc còn không, để chị một bộ em sắp lên rồi chờ em xíu. Thấy 35 rồi Thảo Nguyễn ơi. Comment mã 20 trắng cho chị Nguyễn Hiền Lương. Nguyên đi đơn hồi tối chưa thì gộp đi cho chị luôn. Ok chị, nếu như máy em gộp vô cho. Gộp vô cho. Rồi ok, tiếp luôn dùng nguyên cái này. Cho chị cơm tắm á. Thanh Huyền cơm tắm. Ba rip. Ờ. Ba rip. Áo dây 19k không nguyên hà. Áo dây 19k thì giờ em sợ không còn đâu. Comment mã này cũng ba rip luôn. Nè chắc nè, con này thường lên cho em là 49k này. Bán tặng luôn cho em mình 35k. Comment mã nâu 35. Nâu 35 nhá, cho nguyên. Nâu 35 bán tặng hết cả nguyên bộ luôn. Hàng này là hàng 95 đây nè. Không phải. Thấy trắng rồi Cường Kiên ơi. Bộ này là bộ LV. Chốt mã 3. Hả? Cái này là áo thun thái đúng không? 1, 2. Thun thái chốt mã 40 luôn. Comment mã cô gái. 40k luôn. Nè phía trước của nó nè. Form này là form lửng lửng ấy. Trẻ mình là 57, 58 cái độ về làm ăn đẹp. Comment mã chuột đen 40. Chưa bao giờ có giá này nè. 20 trắng em hết rồi. Comment mã chuột đen 40 nè. Thường là hàng màng thun thái là người ta đang chạy cho chị em mình 8999. Nguyên bán cho chị em mình là 49. Con này bán tặng cho chị em mình 40. Chút mã chục đen. Xe 57 quay đầu là chị em mình chút ok. Hello. Chục đen 40. Như Trâm không chia sẻ nha. Như Trâm không chia sẻ không chốt nha. Chị đang... cho em gặp khách đi, đang like. Chị về rồi chị hả? Chị về rồi á, thế giao hàng kiểu gì? Thế từ từ đã, mình đang like. Nhắn tin cho chị này thử, từ từ chờ em xíu. Cứ ấy đi, có gì em xử lý cho. Thu trừ 30 đi cũng được. Rồi lên luôn dùng mã hưu luôn dùng nguyên này. Comment mã hương luôn dùng nguyên 40k luôn. Trời ơi con này 40k nè. Comment mã hương 40. Dạ rồi. Ôi. Cái chị Anh Lai Lương ơi, sao chị giặt rồi mà sao chị lại gửi về cho em? Đâu cho Anh Lai Lương. Cái này bao nhiêu đây? Cái này chị giặt rồi mà sao lại chị lại đổi lại? Ôi, chán chưa. Rồi em bán cho ai? Như thế này thì em bán cho ai được? Cái con mấy okay, chị Anh Lai Lương đổ đấy. Sao không. Chị giặt rồi mà chị đổ lại cho em thì làm sao em bán được? Cho em mã gái 40 luôn. Từ 40 60 là chị em mình cho ok. Thu rồi như trăm nha, được chục đen. 40 đến 60 chị em mình cho ok. Cho nguyên lên cái váy này tặng luôn nè. Cái này còn 40 luôn phải không? 40, cô gái 40 luôn. Từ 40, 60 là dễ mình mang ok. Cho nguyên cái váy này luôn ấy. Xe 55kg quay đầu. Bỏ đó cho nguyên. Gái ba kìa. Gái cho Như Trâm kìa. Như Trâm. Gái Như Trâm. Gái Như Trâm. Trời ơi. Tem đâu mà còn. Toàn là mùi dầu xả, nước xả không. Em tự nhiên em nói điêu làm chi? Toàn mua dầu xả không? Rồi lên luôn dùng em cái mã này. Xay 55kg quay đầu. Là trẻ mình chốt ok con nè. Bao đẹp luôn. Nguyên bán tặng nên là Nguyên sẽ chốt cho những chị nào chia sẻ thôi. Riêng con này là Nguyên sẽ chốt cho chị nào chia sẻ. Mấy hôm nay khách hỏi bái hai ghê dai quá trời luôn. Hỏi quá trời nhưng mà cái này còn ít nha. Gái như trăm rồi ok.
Cái này còn ít, con bán tặng luôn cho chị em mình luôn. Cái này bác chia sẻ xong còn rất là ít. Bộ này là váy, này là váy lụa nhé chị em mình, nhưng mà là hai dây, lụa hai dây nhé, lụa hai dây. Nguyên Lan bán tặng luôn cho chị em mình cái này luôn. Ủa đâu ra mấy con này ta? Trời ơi, 55, 57, chị nào cao 57 vẫn mang ok. Cái này Nguyên mang rộng rãi, chị em mình thích mà thích dạng ôm ấy là chị em mình bóp lại dùng Nguyên nhé. Thích ôm thì chị em mình bóp lại dùng Nguyên, bao đẹp luôn. Bán tặng nhá. Nên là Nguyên sẽ chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Còn chị nào không chia sẻ chị nhá. 55, 57 ký đổ về là chị em mình chốt ok con này. Còn đây mã này là mã tặng dây luôn dùng Nguyên. Bao đẹp, hàng lụa nha chị em mình ơi. Nè, chia sẻ lên nha. Bán tặng nó luôn cho chị em mình cái này luôn. Comment mã này là mã tặng váy dây nhá. Nè, váy dây lên luôn chị em mình cái này luôn. 55.000, 55.000 dùng Nguyên nhá. Chị nào lấy cái này chút mã anh lên luôn dùng mã tặng 55k luôn dùng Nguyên, chưa bao giờ có giá này luôn. Con này toàn bộ là hàng lụa, không phải hàng lanh nhá. Không phải hàng lanh nên là cái này nó sẽ không nhăn, không nhào, không rút. Đấy, nó sướng cái chỗ đó. Trẻ mình mang ở nhà cũng được, mang đi chơi, mang cà phê cũng được luôn. Chút mã tặng 55k luôn dùng Nguyên. 55, 57 ký độ về là trẻ mình cho ok. Ở dưới ba kìa, ở dưới kìa, ở dưới kìa. Chút mã tặng 55 luôn dùng Nguyên nhá. Lấy giờ mang đi xỏ vô đây tiện ra cái chi không, thôi kệ nhá. Cho trẻ mình thấy được cái form nè. Cho trẻ mình thấy được cái form nè. Bán tặng cho trẻ mình nó 55k. Dịch mình luôn ý. Đây nè, cái này mang rộng rãi. Chị nào bào bí bông trang vô tư luôn, nhìn hơi tích cười thôi. Chị nào mà thích thích mà gọn thì trẻ mình bóp bóp vô nha. Đây nè, đấy, con này mà giờ mua 55k. Cái này con ấy cho nó nhanh ấy, chứ còn không ai mang kiểu này hết. Người ta mang sẽ có cái áo ở trong hiếu. Đấy, bán tặng luôn chị em 55k. Mấy hôm nay chị em mình toàn bộ là hỏi váy hai dây, trời nóng quá mà. Hai dây nhá. Nhưng mà cái này được cái là lụa, nên là mang nó sẽ không bị xù. Thứ nhất là không xù, không nhăn, không rút, sướng. Đấy, chị em mình thích rộng thì ấy ra xíu này. Đây này Nguyên mang rộng rãi như thế này. Đấy, ngực này. Đây, chị em mình cứ yên tâm nhé. Chút mã tặng thì mà người ta giờ trẻ trẻ thì người ta thích mang thùng thình như thế này. Trẻ thì người ta giờ chỉ thích mang thùng thình như thế này thôi. Nhá, chị nào lấy cái này lên chút mã tặng, không ra gì hết. Mang cái áo ở trong nữa. Cởi cái áo này ra cho nó xích xích. Đây. Bán tặng nó 55k luôn. Cái này Nguyên còn không có kinh doanh cái nhau. 55k luôn dùng Nguyên nhé. Chị nào chưa có thì lên luôn dùng mã tặng 55k luôn dùng Nguyên. Cố gắng chia sẻ nhé. Ok, chị Thái Bảo Ngọc có rồi. Chị Hoàng Phúc có chưa? Hoàng Phúc bên này nó không nhảy nữa rồi. Hoàng Phúc nè, bên này nó không nhảy rồi, Phúc nó không nhảy luôn ý. Cha ơi, bên này Phúc nó không nhảy luôn. Nguyễn Lương đủ. Trời nè, đấy, chị nào chưa có nữa thì lên nhé. Tặng 55k luôn dùng Nguyên. Ai đi mua con Nguyên nói thật sự là váy lanh cũng không có cái giá mà trời. Giá váy lanh cũng không có giá này luôn. Cho đấy mà hành hình Phạm Hương tắt luôn vì mang cho nó sướng. Hình như là chị Dung Dương Việt Phương chị lấy luôn cái con váy ở Manacan mang ấy. Hái Kiều Trang nha, Kiều Trang có rồi nha. Ok, chị nào chưa có lên luôn dùng mã tặng 55 nhé. Tặng 55k luôn dùng Nguyên. Nguyên bao luôn cho trẻ mình về giá luôn, đúng giá bán tặng luôn ấy. Đúng giá bán tặng luôn. Dài bao nhiêu ký? 55, 57 ký quay đầu là trẻ mình chút đẹp. Ủa cái máy này mày không thấy luôn hả ba? Cái gì Tuyết Ngô có chưa? Tuyết Ngô à? Cái bên này bị ẩn quá trời luôn. Từ giờ còn thấy cái comment của chị à? Chị Anh Lai luôn. Rồi. Chưa nhé, sô-cô-la ơi xíu nữa. Cho chị Tuyết Ngô. Ok. Rồi chị nào chưa có nữa lên luôn dưỡng mã tặng 55k luôn dùng luôn nhé. Comment mã tặng 55, bị ẩn comment quá. Bị ẩn comment quá trời luôn. Rồi vút lên vút xuống không thấy gì nữa rồi. Quân 4 tiếng tí xíu nào quân lên. Tí xíu nữa quân lên. Lên cho chị em mình cái mớ hàng lẻ này đã nè. Anh ăn xả hai răng rồi. Xe 50, 52, 50 đi. Chúc 50 cả tặng người Dương Nguyên là chị em mình chúc đẹp con này. Comment mã này à, không thấy luôn ba. Không thấy luôn. Comment mã 50kg nhé. Bán tặng luôn chị em mình con này luôn. Chúc mã 40. Comment mã 40 luôn Dương Nguyên. Mã 40 xe 50kg quay đầu là chị em chúc đẹp. Comment mã tặng áo nam. Cái này phong nhỏ. Xe này 45kg. Nguyễn Hiền Lương có rồi nha. Xe này 45kg đổ về thôi. Hàng này chắc rất là đẹp luôn. Comment mã 25 luôn dùng Nguyên. Y như bị mù ấy. Không thấy cái gì luôn ấy. Lướt thì không thấy. Chán ghê sợ.
Này 45 à? Ờ 45. Quần chờ em xíu. Quần chờ em xíu. À quần mì đây đã nó coi. Chừa cho chị à, nó là mấy chị chỉ dặn luôn mà không. Bóc mì đây đỏ đó, à quên mì Hàn lên luôn dùng. Bỏ mì Hàn lên luôn dùng đi. Comment mã này là mã 25. 25 áo nam Duyên Hải Nguyễn kìa. 25 Duyên Hải Nguyễn. Rồi lên luôn dùng mã tặng đá, trời ơi. 40k nốt luôn. 35k nốt luôn. Chị nào lấy đá chút đá luôn dùng nguyên. Phân sai ra luôn đi. Phân sai ra lên nốt luôn đi. Bốn cái à? Cái chưa bóc cái làm ăn biết ấy. Comment mã này lên luôn chương mã đá luôn dùng nguyên này. Đá 35. Đá 35. Rồi lên nốt luôn dùng nguyên con này luôn. Comment mã kiểu đen. Tay này 65 cái chị em vẫn mang ok. 25k. Được chưa ba? Đá chị nào lấy đá chút đá. Đá cho chị ạ. Những chị bất thiệt không chia sẻ. Đồ yêu mì em sắp lên rồi đây chị ạ. Đồ yêu mì em sắp lên rồi đây. Rồi tiếp luôn những này. Chị bất thiệt không chia sẻ không trước. Comment mã này là mã kiểu 25. Kiểu 25. Đen cho chị em ly trần. Đen em ly trần. Đen gì đây? Đen 25. Trời ơi. 29k size 52. 29k size 52. 29k size 52. Đá cho chị Thảo Nguyễn. Đá cho chị Thảo Nguyễn. Comment mã 29 size 52. 29 size 52. 25 rồi nha. Chị nào lấy 29 chốt 29 size 52. 29 size 52. Rồi lên luôn dùng nguyên cái mã này. Bán tặng nó luôn cho chị em mình con này. Size chị em mình 52 quay đầu. Comment mã tặng tiểu. Cái này hình thảo nó mang như thế này nè chị em mình. Về chị em mình về thắt dây rồi lại nhé. Comment mã kiểu bán tặng luôn cho chị em mình con này luôn. 35k nó. 35k nó. Chị nào lấy kiểu chút kiểu luôn dùng nguyên này. Kiểu 35 nhé. Kiểu 35 một con. Chị nào lấy kiểu 35 này, kiểu 35 à? Kiểu hết rồi. Kiểu kia hết rồi. Kiểu 35. Kiểu 35 nhá. Chị nào lấy kiểu trắng 35 comment mã kiểu trắng 35 luôn dùng nguyên này. Kiểu trắng 35. Cái này nguyên phát phải. Chị thiếu một thùng nữa rồi. Thiếu à? Thôi để mình má. Để mình thêm nút mình ăn đi. Xem hết ổn quá. Bộ nguyên mạc đó đang. Rồi ok chờ em xíu. Bộ nguyên mang chờ một xíu nhé. Rồi cho lên cái quần quần ô mì đây. Quần ô mì đây rồi lên cái bộ đang mang luôn. Cho lên quần ô mì đi nhỉ. Rồi 52 quay đầu. Lên hẳn trên like luôn nhé. Chừa C3 lại nha. Mấy người chừa C3 rồi. Mấy người đặt C3 rồi đấy. Đây nè quần Nguyên đang mang nè. Ở quên Nguyên up lên nè. Size 52 ký quay đầu nhớ luôn dùng. Cái này là U10 hàng nhé. U10 hàng cái này là toàn bộ cái hình Nguyên ấy là Nguyên toàn bộ Nguyên chụp hết. Đấy lên luôn những mã này. Còn được từng này con size M à. Size 52 quay đầu là chị em chút đẹp. Nhá chút mã M 49k. Cái này nhớ luôn dùng Nguyên là U10 hàng nhé. U10 hàng. Comment mã M 49k luôn dùng Nguyên nhá. Chị nào lấy cái này lên nhanh tay này. Chừa cho chị Việt cái bộ Nguyên đang mang rồi đã like nhé. Chứ không để thiếu. Comment mã M 49. Chị nào chưa có cái này lên 50-52 ký đổ về là chị em mình chốt ok con này luôn. Dùng Nguyên là cái này là U10 hàng. Mang nó sẽ không bị nhăn, không bị rút. 55 chờ em xíu xíu nhé. Quần 57 có chờ em xíu xíu xíu. Nguyên đang cho chị em mình từng sai. Chị nào lấy cái này chốt này. Cho chị Nguyễn Lê Bảo Trân này. Nguyễn Lê Bảo Trân này. Thanh Huyền khác này. Em ơi chị inbox chị để. Chưa chị ơi. Chị chốt đi chị ơi. Chị Kim Hương chốt đi chị inbox có còn em chưa ấy được đâu, em chưa ráp được đâu. Chị comment bên này luôn giùm em nhé. Comment luôn bên này luôn giùm em. Tay máy ký. CM cho chị Nguyễn Hiền Lương cái. Nguyễn Hiền Lương cái. 49k nó. Còn hai cái CM. Hai cái CM. Chị nào chưa có M comment M luôn dùng nguyên nhé. 50-52 ký quay đầu làm ăn đẹp. Con này mà về chắc 6 cho chị em mình quay đầu luôn. Riêng con này mà chắc 6 cho chị em mình quay đầu. Có lợi không? Không chị em mình cái này lên cho em cái số ký. Bóc cho nó nha. Lên hẳn số ký đi chị em mình có 3XL còn 3XL. Lên hẳn số ký luôn dùng nguyên nhé. 3XL, 2XL to nhất này. 3XL to nhất rồi đến số 2 ký luôn dùng nguyên. Comment mã này lên luôn chương mã này là mã mì dùng nguyên kèm luôn dùng số ký đi. Mì kèm số ký. Mình chốt cho nó dễ nhé. Mì kèm số ký. Cho chị xây mờ luôn cho chị Cường Kiên. Cường Kiên. Cường Kiên.
cho chị Kim Hương say hi. Chị Phước Lưu em không không chốt cho chị nữa nhé. Hôm bữa đi giữa đường đấy, đi giữa đường xong cuối cùng hủy đơn, người ta đi em đi rồi tốn tiền ship đi ship về cuối cùng nói gì hết. Say hi cho chị Kim Ngân, say hi cho chị Kim Ngân nữa kìa. Say hi Kim Ngân 3x cho sô cô la Nguyễn, bán tặng cho chị em là 69k. Khi sáng đặt 3 cái 58. Từ từ nè. Và một từ cho chị Thảo Nguyễn nè, 3 cái xe. Ba, với là một cái xe M nữa. Một cái xe M nữa. Rồi ok nè. Hà Nguyễn là 2 cái 3x nè. Em Ly Trần xe 1. Em Ly Trần xe 1 nè ba. Em Ly Trần xe 1. Cho chị Hà Nguyễn 2 cái nè. Mà đang một cái rồi. Hà Nguyễn thêm cái nữa. Cho ba. Hòa Minh Nguyễn xe 2. Hòa Minh Nguyễn xe 2. Mấy Nguyễn xây 2. Cho chị Dương My xây 10. Dương My xây 10. Dương My xây 10. Mấy Hạnh Hồ là sao? Mấy Hạnh Hồ xây 3. Xây 3. Chừa cho nguyên 3 con xây 3 nữa nghe. Khách đặt rồi. Thái Bảo Ngọc xây 3. Hết xây 3. Rồi chị nào chưa có thì lên. Hết xây 3 nhé. Còn xây 57, 58 ký đổ về thôi. Còn 57, 58 ký đổ về thôi. Hàng chị mà đi chốt đơn xong ok rồi, đi rồi xong chị bảo hủy đơn. Chị bảo hủy đơn thì em làm như thế nào? Nếu như mà có việc đột xuất chị là chị bảo là em ơi ví dụ như thế thì là chị đang có việc bận thì 2 ngày hoặc 3 ngày nữa lưu kho cho chị đi. Còn tự dưng cái cắt ngang hủy ngang rồi trong khi là nguyên triệu tiền đi nè, tiền hoàn về. Một cái đơn hàng nguyên đâu có được có lời nổi cái tiền ship đâu, hai vòng tiền ship. Đấy. Chị như thế lần sau không dám chốt nữa. Chị Thanh Duyên, Thanh Huyền Nguyễn có rồi hả? 57 xây 2 thì Kim Hương có chưa? Hai cái xây 2 thì Kim Hương có chưa? Được một cái à? Hết xây 3 rồi chị Minh Phương Lê ơi. Hết xây 3 rồi chị Minh Phương Lê ơi. Chị Dương My. Hồi nãy cái tay chi đó. Chị Dương My là xây 1. Ủa hồi nãy 45 mà đang trừ 54 à? Chị Dương My à 54, lấy xây 1. Lấy xây 1. Lấy xây 1. Nguyên nhìn lộ. Còn dép xe 39 chị ơi. Dép 150 còn xe 39. Lên Dương My à. Chị nào chưa có thì lên Dương Nguyên nhé. Chưa có thì lên. Rồi cho lên cả mã bộ đang mang luôn. Mã bộ Nguyên đang mang. Chưa chưa. Chưa cho chị việc cái. Hồi nãy hai nay Minh Phương Lê à. Qua chị còn bộ kiểu như thế. Rồi lên luôn Dương Nguyên cho Thanh Lai Nguyễn cái này. Thanh Lai Nguyễn Bộ không dặn rồi. Thanh Lai Nguyễn Bộ dặn. Rồi lên luôn những mã này. Cho nên 50 à. À cũng 9k hết luôn. Nguyên nói là bán cho chị em mình cái bộ này giá giặt nửa luôn Nguyên. Toàn bộ là theo nè. Riêng cái trời này là chị em mình mang con này bao sướng luôn. Dạng giống như là hàng này là hàng lưỡi Quảng Châu ấy. Quần của nó là quần lụa và toàn bộ cái này là theo hết nè. Sao chị em mình 55kg quay đầu là chị em mình mang đẹp. 55kg quay đầu. Chị Kim Hương ơi đang được mỗi một cái nha. Ủa Thanh Hiền cơm tắm đang hãng rồi. Cơm tắm bị ẵn. Hai cái. Kim Hương hai cái rồi. Cho chị Văn Cương một cái nè. Ba Đọc bên kia nữa bị ẵn lắm luôn ý. Mì 2X à? Mì 2X còn. Còn 2X cho chị Minh Phương Lê. Minh Phương Lê C2. Minh Phương Lê C2. Rồi chị nào chưa có cái này lên luôn dưỡng mã này là mã lá đi. Mã lá dùng Nguyên nhá. 49k con. Trời ơi. Bộ mặt kìa. Ai không, không thấy luôn ý. Đây nè. Hoành Huỳnh. Thanh Hồng. Hoành Huỳnh. Thanh Huỳnh à. Không thấy. Hoành Huỳnh. Không thấy. Văn Cương có rồi. Cho chị Kim Huệ. Kim Huệ. Cho chị Kim Huệ. Rồi còn một bộ. Ok chị Kim Huệ rồi. Còn bộ cả bộ Nguyên đang mang nữa nha. Chị nào lấy bộ chốt bộ luôn dùng Nguyên 49k. Nguyên nói là bộ thì Nguyên lên luôn trẻ mình giá bao rẻ luôn ý. Chắc là không ai bán cho chị em mình cái này giá 49k đâu. Hay chị nào chưa có thì tranh thủ lên luôn dùng mã này là mã lá 49. Và nghe chị Minh Hiếu cái. Minh Hiếu cái. Mới được một cái chị Minh Hiếu ơi. Rồi lên luôn dùng mã đá. Riêng con đá này là 60 chị em mình vẫn mang được. Tại vì sao? Còn ha. Bộ đá mẹ đang mang. Một mẹ đang mang này. Mẹ đang mang 49. Riêng cái bộ này nè, một cái bộ này là chị em mình 60 vẫn mang ok. Vì là con dạ, con áo nó thật sự là 65 cái gì em Thanh Hình có rồi nha.
Riêng con áo là 65 chị em mình vẫn mang được rồi nè. Nhưng mà con quần riêng cái con này nó co giãn, 60 chị em mang được. Ví dụ như con này cũng chứ chị em mình đến 55 thì quần này là quần lụa, nó không co giãn nhiều. Còn con này chắc của nó là rip luôn, co giãn 60kg vẫn mang ok. Chị nào lấy cái này, nếu chị em mình xây to chị em mình lấy cái mã này lên chung mã đá luôn dùng em nhé. Có rồi chị ơi, lá mình còn không ấy? Lá còn không? Lá còn không ấy? Đằng trước còn không? Đây này hình như bên kia còn cái lá kìa kìa. Đây nó còn một cái lá kìa. Bộ Nguyên đang mang nữa. Chị Văn Cường có rồi. Cho cô Nguyễn Nga nè. Cô Nguyễn Nga rồi. Cô Nguyễn Nga này cho chị Trần Thị Nhung nè. Trần Thị Nhung và Linh Phạm. Chị Hanh Hình có rồi chị ơi, Hanh Hình có rồi. Trần Thị Nhung thôi. Ôi chết, Thủy Thủy dặn rồi. Thủy Thủy ơi, đặt lại bộ khác nha. Còn nhiều màu lắm, còn nhiều mã đẹp lắm. Tại vì là up lên xong cái là like liền nên là em ấy không nhớ đâu. Cầm em mã này là mã đá luôn dùng nguyên nè. Lá em hết. Đá này chị em mình đi 60 vẫn mang được. Lá nó cho Thủy Thủy đi. Cho Thủy Thủy đi. Riêng con này là chị em mình đến 60 vẫn mang ok. Cầm em mã này là mã đá, đến đá. Đá đi cho nó dễ nhá, thì toàn bộ là còn mỗi màu vàng. Ai lấy đá chút đá luôn dùng nguyên. Trời ơi, cái này chị em mình 60kg bạn mang ok. Vì của nó là quần của nó là quần bon rip. Còn cái này là quần lụa này, nó không co giãn nhiều. Chị nào lấy chốt bộ 49 chị ơi, lên đúng mã luôn dùm em. Chị nào lấy cái mã này comment mã đá luôn dùng nguyên nhá. Có bộ màu trắng nào vậy? Có bộ màu trắng cho lên bộ màu trắng, như là có bộ hai bộ thôi. Đá cho 10 lê. Chị 10 lê không biết là lấy bộ nào ấy. Chị đá, bộ đá, 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 đá. Rồi ok. Chị nào lấy đá chút đá. Bộ trắng này có được hai bộ. Ui trời ơi, 55kg quay đầu thôi. Riêng cái bộ trắng này là 55kg quai đào chị em mình chút ok, quần là quần lụa. Ai lấy trắng comment trắng luôn dùng nguyên sinh không, nó biết cái túi này. Ai lấy trắng chút trắng được hai bộ màu trắng nhé. Hai bộ màu trắng, chị nào lấy trắng chốt nè. Trắng bên. Lá hết rồi Thanh Hiền nha. 49k gọn luôn. Hàng này là nguyên sale 58k là rất là rẻ rồi. Em còn chủ yếu là màu vàng nên là gọn kho nó luôn cho chị em mình luôn. Em thấy màu lá nhé. Mẹ không thấy luôn mà nè. Đá dồn cho Kim Huệ. Kim Huệ. Đá dồn cho Kim Huệ. Comment mã trắng luôn dùng nguyên nè. Comment trắng luôn dùng nguyên nè. Bây giờ cho nó hết cái tình trạng này nè. Comment mã đá luôn dùng nguyên nhá. 49k chị ơi. Trắng nè, trắng bi cho chị Hương Ngọc Đoàn. Hương Ngọc Đoàn. Hương Ngọc Đoàn còn trắng túi. Ai lấy trắng túi, chút trắng túi luôn dùng nguyên. Rồi lên luôn dùng mã mũ đỏ. Comment mã mũ đỏ luôn dùng nguyên nè. Comment mã mũ đỏ 49k thì là không ngại gì, chị em mình không mua hết. Trắng kia chị Minh trắng Hiếu. Mình hiểu trắng gì chứ? Chắc là trắng túi thôi. Trắng túi nha, còn một trắng nè. Trời ơi nè. Comment mã đỏ nè. Chị nào lấy mũ đỏ chút mũ đỏ luôn dùng nguyên nhá. Toàn bộ cái này là theo hết chị em mình nhá. Không in và không giá. Không in không giá nhá. Comment mã mũ đỏ luôn dùng nguyên 49k. Mũ đỏ, mũ đỏ, chị nào lấy mũ đỏ chút mũ đỏ. Bộ đá kìa. Bộ đá cho chị Thái Bảo Ngọc. Trắng hết rồi còn tay còn chị ơi. Cho chị Thái Bảo Ngọc. Chị nào lấy mũ đỏ chút mũ đỏ luôn dùng nguyên này. Mũ đỏ và chữ A đỏ. Mũ đỏ và A đỏ. Mũ đỏ và A đỏ. Chị nào lấy màu nào comment màu đỏ. Kiểu nào comment mũ kiểu đỏ luôn dùng nguyên. 60kg để chị. Không. Những cái con trẻ mình để những cái con quần lụa này 60kg thì chị có mỗi cái mã đá thôi. Còn những con quần lụa này trẻ mình để 55kg thôi, trẻ mình để cái size luôn dùng nguyên nhá. Đỏ cho chị Minh Hiếu. Comment mã này là mã chữ đỏ luôn. Hết đỏ nè. Được hai bộ đỏ. Ủa? Được hai chữ đỏ nè. Ai lấy chữ đỏ chút chữ đỏ luôn dùng nguyên nhá. 49k. Chữ đỏ, mũ đỏ 60 cái con vừa. 49. Mũ đỏ hết rồi. Mũ đỏ hết nhá chị Lê Ngọc Ánh ơi, còn chữ đỏ thôi. Chữ A đỏ đi, chị nào lấy A đỏ chút A đỏ và môi đỏ. A đỏ và môi đỏ 49.000. Bao rẻ luôn, cái hội online không được. Trang cá nhân cũng không like được. Rồi lên luôn dùng mã môi đỏ này. Chút mã môi đỏ và A đỏ luôn dùng nguyên nhé. Còn hết mũ rồi. Ai lấy môi chút môi và ai lấy chữ chút chữ luôn dùng nguyên nhé. Lên luôn chị em mình 49.000. Nó quá là rẻ luôn. Không lẽ đứng sát bên này lướt hết ta. Mũ đỏ hết nè. Mũ đỏ hết nhé. Tương tác lên luôn dùng nguyên nhé chị em mình nhé. Rồi lên chung mã túi vàng túi vàng này, cổ này, cổ V nè. A đỏ cho 10 lê. Túi đỏ nè. Nguyên nói riêng con áo này không, chị em mình mua hơn 49.000 chưa. Cái này về chị em mình lấy cái áo này không, chị em mình mang quần đùi nè, mang chân váy cũng được nè. Đấy, chị nào lấy cái này môi lên luôn những mã này là mã thủy, thủy. Comment mã này là mã túi đỏ nè. À, túi vàng. Nguyên nói riêng con áo này không, chị em mình đã mua hơn là giá 49.000 chị em mình bỏ ra rồi. Bán cho chị em mình nguyên bộ.
Đấy, chị nào lấy cái này lên chung mã vàng. Comment mã môi vợ thì có rồi. A đỏ, A đỏ hết rồi đúng không? A đỏ hết rồi đúng không? Phá sẵn vì mua quần áo à. Mới nói mà trời mà nóng nên mà sale những con này mà giá 49k mà không trúng rất là tiếc luôn. Đấy, chị nào lấy cái này lên chung mã túi vàng. Cho Thanh Hiền. Túi vàng đây nè. Còn một túi vàng, chị nào lấy túi vàng, chút túi vàng luôn dùng nguyên. Comment túi vàng, tàu ở này 55kg quay đầu nhé. Không, Thanh Huyền Nguyễn không vừa, 62 cái không vừa 3. Chị em mình để ý lại luôn dùng nguyên với nè. Là cái con mà cái con quần thun đen ấy là 60kg trẻ mình mang được. Còn những con mà chắc cái chắc lụa này thì là nguyên chị chốt cho chị em mình đến 55 thôi. Chị nào cao lên được đến 57 nha, để ý luôn dùng nguyên không lại lại chặt nữa mất công. Túi vàng là cho 60kg được không? Không được, không vừa. Túi vàng cho Nguyễn Hữu lên xa. Nguyễn Hữu lên xa. Rồi lên chung mã mũ vàng. Mũ vàng. Còn bộ là theo hết chị em rồi nha. Ôi trà ơi. 55, 57 ký đổ về là chị em chút đẹp. Còn túi sau. Comment mã mũ vàng luôn dùng nguyên này. Nguyên nói là riêng là 49k thì là chị em mình. Còn là túi vàng em không? Túi vàng hết rồi Huyền. Hết rồi. Hết túi vàng rồi. Bán 49k thì đồng nghĩa chị em mình mua cái áo có 25.000, cái quần có 25.000. Mà chị em mình nhìn cái quần này chị em mình mua được 25.000 không? Mà con áo này 49.000 chị nhiều khi là chị em mình mua không được con này luôn. Đấy nên là chị em mình tranh thủ. Chị nào lấy cái này lên chung mã mũ vàng luôn dùng nguyên nhá. 49k mũ. Cái quần của nó là quần lụa, còn áo này là ăn dạng áo giấy hàng Quảng Châu ấy nè. Mũ vàng cho Bảo Chiên. Kéo cho chị em mình xem. Cái nào mà chị em mình năm ngói mua mấy cái mã coco. Mũ vàng. Đây là mũ vàng. Mũ vàng. Ai lấy mũ vàng comment mã mũ vàng 49k dùng nguyên nhá. Mũ vàng. Có áo khoác dạ em có chị ơi. Áo khoác kia nhà em áo khoác rất là nhiều. Chị nào chưa có cái này lên cho mã mũ vàng luôn dùng nguyên nhá. Chị lúc kia lúc ca. 55 57 cái độ về là chị em mình cho ok. 55 57 cái độ về là chị em mình cho ok cái mã này. Comment mã tặng mũ vàng. Mũ vàng cho Diễm Võ. Mũ vàng cho Diễm Võ thắt phát 2 3 bộ về mang cho nó sướng. Cho Diễm Võ. Diễm Võ bộ 49k nhé. Chị nào chưa có mũ vàng comment mũ vàng, còn cái họa tiết kia nữa không cho lên luôn. Mũ vàng cho Thủy Thủy. Thủy Thủy nè. Bích Trâm Huỳnh. Bích Trâm Huỳnh. Thủy Thủy nè, Bích Trâm Huỳnh. Thủy Thủy Bích Trâm Huỳnh, chị nào chưa có mũ chốt cho chị Thanh Huyền cơm tắm nè. Thanh Huyền cơm tắm nè. Thanh Huyền cơm tắm nè. À, mũ vàng cho chị Bích Liên nè. Ok, mũ vàng cho chị Bích Liên. Mũ vàng cho chị Bích Liên. Mũ vàng còn không ấy? Mũ vàng cho chị Dương My một cái. Dương My một cái. Bích Liên nè. À Bích Liên. Dương My. Dương My. Bích Trâm Huỳnh. À đâu vậy? Ờ đúng rồi, Dương My Bích Trâm Huỳnh. Quần ú mì dài hả chị ơi, chờ em xíu nhé. Chờ em xíu. Mũ vàng cho Bảo Xuyên. Bích Trâm Huỳnh có Bảo chưa? Xuyên hình như là có rồi. Bảo Xuyên có rồi đúng không? Rồi tiếp luôn dùng Nguyên, mã nữa nhé. Nguyên nói riêng trời nóng này mà phát mấy cái này sướng lắm luôn ấy. Cái dài này mình có hai cái à? Hai bộ à? Hình chiếc dài này. Hai bộ hình chiếc dài thôi. Lên luôn dùng mã này là mã dài, toàn bộ là theo hết nha. Toàn bộ là theo hết. Nguyên nói mà lên 49k mà trẻ mình lăn xăng thì không mua được hàng sale luôn. Nguyên nói lên luôn cho trẻ mình giá này, giá giật mình luôn ấy. Không nghĩ bán trẻ mình bộ một cái bộ đồ như này 49k, trẻ mình cứ nhận hàng về coi. Comment mã này là mã dài vàng, size 55, 57 ký đổ về là chị em chút đẹp. Chị nào cao 57 không chút 55 nhé. Cái nào Nguyên mang còn thoải mái. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã dài vàng luôn dùng. Riêng con áo này không, chị em mình đã mua hơn giá 49k, chị em mình bỏ ra rồi. Ai lấy mã này lên chung mã dài. Dài nhé. Chị ơi áo khoác từ chị ơi. Em không chạy. Em không chạy cho chị em mình được nha. Cái vài dài này cũng đẹp nè. Lên luôn dùng mã này là mã 2 đi. Mã 2. Cái này cũng dài nhưng mà kiểu khác. Đây nè. Chị nào lấy mã này chút mã 2 luôn dùng nguyên nè. Trời ơi 49.000. Chị nào lấy mã 2 chút mã 2 luôn dùng nguyên nè. Đấy chị em mình mix cái quần này về, chị em mình có áo ba lỗ mấy cũng được. Cái áo này không, chị em mình mix quần đùi mix chân váy cũng đẹp. Chị nào lấy mã 2 chút mã 2 cái này một cái. Có đầm sung không ạ? À? Dạ có chị ơi, có nhé chị Kiều Trang ơi. Dài cho chị dài Cường Kiên. Comment mã 2 luôn dùng nguyên nè. Chị nào lấy 2 chút 2 luôn dùng nguyên. Có sai không đây? Không, không sai. Không sai. Không sai. Rồi lên luôn những mã này là mã kim sa. Kim sa nha chị em mình nhá. Này. Ôi kim sa này hen. Kim sa này con này là quần u mì. Chị em mình 57kg đổ về. Kim sa này con này chắc của nó quần của nó là quần mì nhá chị em mình ơi. Riêng cái quần không là nguyên bán 49k rồi.
riêng cái con quần mì rồi là Nguyên bán cho chị em 49k rồi, mà giờ Nguyên xét đang bán cho chị em mình 49k, như là sale cái áo và tặng cho chị em cái quần nhá. Riêng cái con áo này chị em mình mua 49k chưa? Chị nào lấy kim cái này ra mua cho mặt kim sa nè, anh lai lương kim sa nè. Rồi tiếp luôn dùng Nguyên nè, các bạn mã F luôn dùng Nguyên nhá. F 5557 chị em mình mang. Ok, con quần này nó co giãn nè. Chị nào lấy cái mã này lên chung mã kim, mã chữ đi. Cái này cũng chắc chữ của nó cũng đính kim sa luôn nè. Chị nào lấy này lên chung mã chữ. Cái này cũng 49k nhá. Ai lấy cái này lên chung mã chữ 49k luôn dùng Nguyên nhá. Mã 2 chị Trang Thùy kìa. Trang Thùy vàng kìa. Chị mã 2 bao nhiêu vậy? À mã 2 bao nhiêu á? Mã 2 49 cho chị Lê Ngọc Ánh kìa. À, cái nói đúng rồi đấy, đúng rồi đấy. Dạ có chị ơi. Lên mẫu Gucci là mẫu nào? Mẫu Gucci là mẫu gì? Là mẫu gì? Ai lấy kim sa, comment mã kim sa luôn dùng Nguyên này. Comment mã kim sa luôn dùng Nguyên, 49k kim sa. Chị nào lấy kim sa nữa thì chốt. Mã 2 người ta chốt rồi chị ơi. Mã 2 người ta chốt rồi. Mã 2 người ta chốt rồi. Nguyên nói với giá 49k chị em mình lăn xăng thì hết. Rồi lên luôn dùng mã này là mã chữ. Chữ vàng, cái này được hai cái. Chữ vàng nha. Mã F đà. Dương Dương Thị Phương. Comment mã chữ vàng luôn dùng Nguyên này. 49k chữ thấy vàng. Xa rồi, thấy 55 là... chị em mình quay đầu là chị em mình chúc đẹp. Chị nào lấy chữ vàng, chúc chữ vàng luôn dùng Nguyên. Chữ này toàn bộ là theo nha chị em mình nhé. Toàn bộ là theo chữ hết. Mã 2 hết rồi. Chị nào lấy cái này chút luôn dùng Nguyên này. Kim sa hết nha chị Thúy Trinh Đặng ơi. Mẫu bộ như này ấy hả? Mẫu bộ như thế nào mà hình như là không có chữ kim sa, hình như là chữ Gucci và nail lấy lương được đó. Comment mã này là mã chữ luôn dùng Nguyên này. Chữ vàng nha, được hai cái chữ vàng. Ai lấy chữ vàng comment mã chữ vàng, hai bộ chữ vàng nha. Hai bộ chữ vàng, chị nào lấy chữ vàng chút chữ vàng hai bộ. Chữ vàng hai bộ này. Chữ vàng cho được chị ơi, cái này có một size thôi nhưng, một size thôi, 55 quay đầu rồi lên luôn dùng mã lửng. Cái này có một bộ lửng, lửng con máy trẻ mình giá này nhiều à. Ủa trời ơi, không lẽ lửng con máy 49k à? Năm mươi lăm ký quay đầu, chị nào nhanh tay có comment mã L49 luôn dùng đi. L49k nha, trời ơi cái bộ lửng mà bán vậy em 49k nè. Comment mã L49, sao chị em mình 55 ký qua đào là chị em mình chút đẹp. Đừng có gì thế Trinh Đặng. L49 cho Nguyên là được nhá. Trời ơi. 49 kia ca chị em mình. Con này của nó là chắc đuổi xịn nè. Đấy chị nào lấy L49 chút L49 luôn dùng Nguyên nè. L49 cho chị lúc kia lúc ca nè. Trần Thị Nhung nè. Thủy Thủy nè. Thủy Thủy. Mai Trần đó. Kiều Trang. Kiều Trang. Trần Phú. Trần Phú. Trần Phú. Trần Phú. Úc Lê. Hồng Nhung NT. Hồng Nhung NT. Mai Trần có rồi đúng không? Kiều Trang có chưa? Rồi ok. Trời ơi. Chị còn không? Còn không? Lê Ngọc Ánh. Không vậy? Từ đâu phải Lê Ngọc Ánh cho chị Trần Hương. Trần Hương. Người tình trăm năm hôm bữa em thấy có một đơn hoàn về rồi nha. Em thấy có một đơn hoàn về rồi đấy chị, người tình trăm năm nhé. Chưa nghiêm cúc á. Sao lại có đơn hoàn về? Em thấy có một đơn hoàn về của chị rồi đấy. Chờ 49k vậy em mua còn lửng. Ok, Trần Hương có rồi. Hết lửng rồi đúng không á? Còn mãi gì không? Cho em luôn. Hết rồi. Người tình trăm năm. Hết à, hỏi hết mã lửng hả? Còn mã đá nữa đúng không? Đá có mũ à? Còn màu vàng. Chữ à? Cái trăng lên mấy cái này đi. Đầm xuông. Có đầm xuông 53.000. Trăng hương không có. Đập cho bà chửi. Hết bộ KT dai hồi nãy à. Hết rồi chị ơi. Chị ơi, chị báo địa chỉ nào lúc làm đơn chị phải báo cho em chứ. Chị biết đi, chị em mình nghĩ cái đơn của chị là em đâu có lời đủ 15.000.
mà tiền ship đi 15.000, hiền hòn về của em 5.000 nữa. Đấy, em chịu hết. Cái gì? Để cho Nguyên, Nguyên có gì ta? Có chưa? 55 quay đầu. 55 quay đầu là chị em mình chút đẹp. Cảm ơn, mã này là mã tặng quần luôn. 40k nốt một con. 40k nốt nhá. Chị nào lấy cái này chút nhanh tay luôn, dùng mã 40 luôn, dùng nguyên này. Váy sung thì mình còn mã váy sắc nách thôi. Chị nào lấy cái này luôn, chung mã này là mã 40k nhá. Chưa bao giờ có giá này luôn. 55k đổ về là chị em mình chút đẹp. Lên quần u tư quýnh ông trừ à. Quần u mì á à, chờ em xíu. Quần u mì đến cuối live chị ơi. Đi dạo xíu đi. Rồi xíu nữa cuối live em dọn hàng lẻ này rồi em lên. Vì là hàng u mì dài hiện tại là chỉ có mũi á, mỗi lộn xộn lẻ sai chứ không. Một cái bao nghe 40k một cái, không phải 40k hai cái chết tôi. Nó u mì dài. U mì dài giờ nó lộn lẻ sẽ sai. Cho Nguyên lên cái mã váy xung. Váy xung u mì dài thì hiện tại chỉ có mỗi lộn xộn thôi. U mì lỡ này. U mì dài để cuối like đi chị em mình, lúc ít view chứ còn mà lai lẻ tẻ từng con nó lâu lắm. Chị em mình lại ao hết. Rồi lên luôn dùng cái này. 53.000 nốt luôn. Mang thử cho chị em mình sơ sơ cho chị em mình cái form nhé. Mang y như thế này mai lai luôn. Cảm ơn mã này. Chốt mã này lên chung mã sung vàng. 53 con này là hàng Quảng Châu nha chị em mình ơi. Toàn bộ hàng Quảng Châu và hàng là hàng cốt tông tàu, không phải hàng xưởng, không phải hàng gia công nhá. Nhưng mà lên chị em mình giá 53k thì quá là rẻ luôn con này luôn nhá. Có lên đồ bé không thì chị em lên từ từ, có đồ sát nách bé trai 12kg hay 4 có đấy chị ơi, từ từ nhá, có đấy chị, em sẽ lên đấy. Em sẽ lên từ từ rồi em lên. Ủa cái chữ đỏ con kìa. Cái này chị em mình từ 40-60 chị em mình mang ok hết con này. Cảm ơn mã này là mã sung, mang thực sự không ra cái thể loại gì hết, mang cả áo ở trong. Cái này dạng sắc nách nhé. Phái sung từ 40-60 chị em mình mang ok hết con này. Cảm ơn mã này là mã vàng 53. Vàng 53 nhé. Cái này sắc nách nhưng mà có tay, nhiều khi là chị em mình mới xem like. Đây nè. Thì mang cái áo ở trong, mang cái này cho nó nhanh chứ còn giờ đi thay đâu lắm. 53.000. 53.000. Chị nào lấy sung vàng trước. Sung cho Lê Châu, cho Nguyễn Hữu Linh Sa. Nó là hàng thun có tông mà không có tông tàu, không ai bán cho chị em mình giá này. Hồi nãy cởi con áo này ra cho nó đẹp, nhìn không ra cái chi chân luôn ấy. Nhá, chị nào lấy cái này lên xung mã tặng. Không. Chụp khác nghe, khác nghe. Khác nghe. Họ tiếp khác chứ không lại lộn nghe. Dạ không chị ơi. Đây cũng chụp nè. À chụp thì được. Cho Lê Châu này, Nguyễn Hữu Linh Sa này. Trời ơi 53.000. Rẻ như chưa từng được rẻ. 40 à? À từ 40 đến 60 là chị em mình mang ok hết. 53.000. Thôi đi vậy. Có 53.000 dễ xỉu rồi mà bu vô 40.000 chết. Rồi lên luôn những mã này nè. Cảm ơn mã chữ vàng. Phát luôn mấy con về mang nguyên nó nè. Chị em mình về, chị em mình đi chơi là chị em mình mix với giày thể thao cũng đẹp nè. Rồi chị em mình ở nhà cũng đẹp, toàn bộ là hàng có tông tàu, hàng Quảng Châu hết. Không phải hàng xưởng, không phải hàng gia công, không bán chị em mình giá này. Còn em mã này là mã chữ vàng luôn, dùng nguyên nhé. 53.000, bào ý bon trang vô tư luôn à, vàng cho chị Hoanh Huỳnh. Đầm này vải đẹp, mang mắt rượu rồi, em cảm ơn chị Bồng Thu Hồ nhé. Mang lên chị em mình giá 53.000, quá rẻ luôn, cho chị Hoanh Huỳnh cái. Chị nào lấy chữ vàng, chút chữ vàng luôn, dùng nguyên 53. Form từ 40-60 chị em mình mang ok, bào bí chị em mang ok luôn. Bào bí bon trang được nhé. Chữ vàng cho chị Duyên Nguyễn, Thảo Nguyễn, Duyên và Thảo Nguyễn. Duyên Thảo Nguyễn, chữ vàng là cái này nè. Chữ vàng là cái này nè, cho khỏi nhầm nè. Duyên và Thảo Nguyễn. Rồi lên cho mã trục xanh. Trục xanh nhá. Trục xanh chữ vàng còn không? Chữ vàng cho Kiều Trang đây bên này. Chữ vàng Kiều Trang. Các em mã trục xanh luôn dùng nguyên nè. Huyền soạn cho Nguyên ít con quần u mì hàng bên này nè. Quần dài.
Rồi này lên luôn những mã này là mã chữ và quên chục xanh nè. Chục xanh nhá, 53.000 chục xanh. Ai lấy chục xanh chút chục xanh luôn dùng. Không sắc nách chữ vàng không? Sắc nách chữ vàng còn không nhỉ? Có màu đen đấy chị ơi, có màu đen phải không ấy? Có màu đen bóc ra. Ok có. Quên nói luôn, phát luôn mấy con về mà mang. Chị em mình đi vào shop thì làm chi có được cái giá, giá hàng mà 53.000. Chị nào lấy chục chút chục luôn dùng nguyên này. Comment mã chục xanh này. Chục xanh này, đại đi. Chục xanh nhá. Chục xanh 53.000 chục xanh. Chị nào lấy chục comment chục luôn dùng nguyên. Có màu tím nữa kìa. Có màu tím, màu đen. Còn chữ vàng không ấy? Ôi màu tím đẹp này. Đây luôn dùng mã BB này. Vàng BB này được không này? Vàng Chanel này. Đang không thấy bên này chữ vậy. Cho chị cái đen chữ nha. Ok chị Mộng Thu Hồ này. Rồi lên luôn dùng mã BB vàng. Trời ơi. BB vàng và nail vàng. Không mua con nào thì biết mang con gì. Chị em mình ví dụ như trường hợp cái nào mà chị em mình nhích mang ôm vào để chị em mình đi bóp lại xíu là mang đẹp. Thì váy này dạng váy sung. Cương Kiên lấy chữ vàng cái loại này không? Này. Cái này dạng váy sung. Cũng đưa thôi. Nguyên còn BB và nail thôi. Chị nào lấy nách chút nách luôn dùng nguyên này. Nách vàng nail và BB này. Nail này. Rồi nail đen hai con. Nail đen hai con. 53.000 nhá. Chị nào lấy nail đen chút nail đen luôn dùng nguyên này. Trời ơi. Mua 53.000 trời này. Nhiều khi là giờ đi sỉ không ra được cái giá hàng năm này đâu. Để mình xem like nhớ tương tác lên luôn dùng nguyên nhá. Nhớ nhớ tương tác lên luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. Chấm tương tác để khỏi bị ảnh comment. Chia sẻ lại phát nữa đi xem. Đưa mình sẽ chia sẻ về trang cá nhân. Đưa cái điện thoại cho mình sẽ chia sẻ về trang nha. Chọn cho Nguyên ok, mỏng đôi hồ đen rồi. XO mì hà, ô mì hà quần đùi. Áo quần quần dài. Rồi điện thoại. Chia sẻ lên luôn dùng nguyên tí xíu nha chị em mình ơi. Cho view nó cao lên xíu. Lên cho được nhiều mã chút ra nha. Đang cho Thảo Nguyễn. Cái áo chống nắng nam mà một lớp thì liệu mình còn không? Còn cái nào không ta tặng đi, vì chuẩn bị về hai lớp rồi. Còn cho anh xuống ra đây bán tặng luôn đi, vì giờ sắp về hai lớp rồi, 3 ngày nữa là về hai lớp rồi. Cái áo khoác à chị? Chị hỏi áo khoác gì? Áo khoác gì? Hai lớp hay một lớp? Hai lớp hay một lớp đấy chị Trần Nhung ơi. Rồi nè, chị nào lấy cái này lên chung mã chữ đen, có cái xanh ngọc. Xanh ngọc đẹp chưa? Chị nào lấy xanh ngọc comment xanh ngọc nè. Màu xanh ngọc rất là ít nè. Màu tím nè. Xanh ngọc màu tím cho cái mã BB. Chị nào lấy xanh ngọc chốt và màu tím chốt. Cái mã hàng một lớp hiện tại Nguyên còn rất là ít cho cái mã của nam ấy. Hai lớp à? Rồi ok, hai lớp em đây, hai lớp cho em siêu siêu. Hai lớp bao nhiêu kia? Để con lên hai lớp luôn cho chị em mình luôn. Hai lớp nha, hai lớp. Hai lớp. Coi cái nào gì còn nhiều á. Hai lớp còn ít. Comment mã này hai lớp nha. Hay cho Nguyên luôn cái mã áo nam luôn, tặng mỗi chị một con luôn. Nhưng mà là áo nam, cái này em bán tặng trên live nhé. Thì tầm khoảng 3 ngày nữa là em về hai. Xanh ngọc cho Nguyễn Hữu Linh Sa. Tím cho có áo sắc nách trẻ em 5849 cái. Dạ không chị ơi. Sắc nách tím cho chị Phan Phạm. Cho chị Phan Phạm. Rồi lên luôn những mã này là mã hai lớp. Đây chị em mình ơi. Tại vì thường đa số là khách nhà Nguyên mua rồi là tự nhắn tin qua ấy. Chứ cái này cũng ít khi like. Riêng áo khoác tình cũng hiếm khi like. Nhưng mà hàng nhà Nguyên luôn luôn sẵn. Toàn bộ hàng này là hàng kim cương xịn hết. Kim cương xịn hết. Giống như cái chất công ty mà dễ mình đang mua cho bé. Thường là hàng công ty người ta mới may vải này. Chị em mình để hai mã khác nhau nha. Hai mã khác nhau, cái này của nó là chất kim cương nhưng mà cái lỗ thông hơi nó rất là nhỏ, bé li ti ấy. Hàng này là hàng xịn luôn cho chị em mình luôn. Đấy, nó khác với cái mã một lớp. Ở ngoài người ta không chạy nhiều cái mã, cái chất vải này đâu. Cũng là chị em mình nghe là cũng là kim cương nhưng mà rất là nhiều kiểu. Kim cương loại 1, loại 2, đủ kiểu hết. Nên là chị em mình phải phân biệt được nhá. Lên luôn dùng cái này hai lớp, lên chị em mình 139.000. 139.000.
đầy đủ size số cho chị em mình đến 62 kg, chị em vẫn mang được. Chị nào cao lên được đến 65 kg, cao thì chị em mình vẫn mang được đến 65 kg, bạn mang ok. Cái này là khóa kéo của nó là kéo che tặng mặt luôn, hai bên đều có khóa kéo luôn này. Phía trong thêm một cái khóa phụ nữa, một cái túi phụ trong này nữa. Nhá mã này là mã 139, mình sẽ đọc luôn cho chị em mình cái màu. Rồi trong lên cái mã áo nắng nam luôn, Nguyên bán tặng luôn. Nắng nam này Nguyên bán tặng nhá, nên là Nguyên sẽ chốt cho chị nào chia sẻ. Được chưa? Ở trong thêm luôn cho chị em mình một cái túi này, túi sau, hai bên đều có khóa kéo. Mình đọc luôn cho chị em mình cái màu, tương tác lên luôn một tí xíu cho chị em mình nữa. Không thấy comment luôn ý. Cá thấy comment luôn. Đứng đơ nhiều lúc giống như là mình like một mình ấy. Rồi Nguyên đọc cái màu của cái mã này, chị nào thích thì lên nhé. Chị nào chờ nắng 2 lớp thì lên luôn dùng Nguyên nè. Hôm qua ship về áo chống nắng mới vào quầy, chị em khen đẹp. Rồi em cảm ơn chị Mỹ Hành Hồ nhé. Cảm ơn chị Mỹ Hành Hồ nha. Hay phơm mới. Đây nào Nguyên có luôn cho chị em mình màu xanh cổ vịt nè, xanh nhạt nè, xanh ngọc nè, xanh hang nè, hồng đậm và hồng nhạt. Hồng đậm và hồng nhạt. Mã này là mã 139 nhé. Chị em mình cứ đi dạo đi, rẻ nhất người ta cũng không bán cho chị em mình. Người ta gọi là có bao giá, giá rẻ nhất toàn Facebook, người ta cũng không bán cho chị em mình giá 139k. Con nói thật sự luôn. Mà hả, ở ngoài là giờ người ta chạy, có chạy hai lớp, cũng chạy chủ yếu là cái mã áo, mà áo nắng thông hơn, mà chắc vải thường ấy. Chắc vải thường, không ai làm cho chị em mình vải xịn này. Xịn này Nguyên đi nhập vô đắt hơn, Nguyên vẫn bán cho chị em mình giá thường luôn. Đấy, này là chị em mình cứ yên tâm, mã này là mã hai lớp nhé. Nguyên đọc luôn cho chị em mình cái màu này. À, từ từ này. Em quần nam ngày hôm qua còn không? Hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Đấy, Nguyên lên luôn cho chị em mình cái mã nè. Đọc luôn tất cả các màu. Nguyên có luôn cho chị em mình màu hồng, hồng nhạt này, hồng đậm này, hồng nhạt, hồng đậm này, xanh than nha. Chị em mình để ý cái màu luôn nè, xanh ngọc này và xanh nhạt. Màu Nguyên đang mang là màu xanh cổ vịt. Mã này là mã 139, đảm bảo luôn cho chị em mình là ở ngoài không ai bán cho chị em mình, giá này 139k luôn. Đấy, chị nào mà chờ áo chống nắng thì lên nhé. Màu xanh than cho chị hoa hồng xanh phan XL, hoa hồng xanh phan XL. Ấy, XL đang hết xanh than rồi, XL em đang hết xanh than nhá. Đấy chị ơi, 139k, Nguyên đang 50kg và Nguyên đang mang size nhỏ nhất là size M. Đấy, đang mang nhỏ nhất là size M, 139k nhé. Chị em mình coi like nhiều, nhiều chỗ người ta like thì người ta cũng bán cho em giá với cái giá 139k đâu. Cái này nè, phủ kín mặt luôn. Cái này có ấy này, chị em mình nói chung là không cần khẩu trang cũng được, không cần bao tay cũng được nhá. 62 cho chị Mai Trần, xanh cổ vịt 62 cho chị Mai Trần. Cổ vịt size 62 đi lại đi ba sáu bóp sao cũng được. 139.000 cho chị Mai Trần. Chị Trần Thị Nhung ơi, bao nhiêu ký chị ơi? Lên cho em cả số ký nữa đi. Chị em mình cố gắng lên cho Nguyên cả số ký. Lên cả số ký cho chị Mai Trần cổ vịt, bao ghi cổ vịt Mai Trần. Có like mỗi trên bát chứ đâu có like ở đâu nữa đâu. Trang cá nhân đâu like được. Trên hội không like được luôn. Cho chị Mai Trần cổ vịt XL, cổ vịt XL. Chị em mình không lên cái size, Nguyên không biết đường chốt luôn đấy. Cái này bao nhiêu chị nè, size M nhỏ nhất. Cứ lên cho Nguyên cái size là được. Ba cứ ghi đi nè, cho chị Mai Trần chưa? Cho Trần Trần Thị Nhung cổ vịt, lên cho em cái số ký đi. Trần Thị Nhung đi cổ vịt, lên kèm số ký luôn giùm em nè. Được chưa? Thanh Huyền là cổ vịt M, Thanh Huyền cổ vịt M. Thu Thanh Huyền cơm tắm, Thanh Huyền cơm tắm cổ vịt M. Đây này, không quay cận luôn cho trẻ mình xem cái chất này. Trao Nguyên cái áo của cái một lớp ấy, của cái một lớp về cho trẻ mình phân biệt được nha. Ok, cho chị Thu Hiền Ly đi ba. Thu Hiền Ly size M. Thu Hiền Ly size M. Trang Trần, Trang Trần XL, Trang Trần XL, Trang Trần XL. Đây nè, Nguyên phân biệt cho chị em mình nè. Hai cái này, năm này nó mới có ra cái vải này nè. Vải này làm vải mới nó đắt hơn nhiều. Đây nè, quay cận luôn cho chị em mình sẽ thấy được cái văn vải nè, chị em mình so sánh được nè. Quay hai cái, đây nè chị em mình nhìn nè, đây chưa? Mã này là đang chạy em mình 69k nè. Đây nè, chị em mình nhìn cái văn vải đã thấy khác chưa? Nhiều khi người ta cũng nói luôn cho chị em mình là hàng này là hàng thông hơi, hàng kim cương chị ạ. Nhưng mà chắc khác, hàng vẫn có loại 1, loại 2 nhá. Để ý luôn dùng Nguyên cho chị Thảo Nguyễn. Thảo Nguyễn lấy CL, Thảo Nguyễn lấy CL, Thảo Nguyễn lấy CL. Chị
Chị Cường Kiên ơi, lên cho em cái số ký nè. Với lại à, Cường Kiên là size nhỏ nhất, size M chứ không có size S nha. Size nhỏ nhất, size M không có size S. Cho chị Trần Thị Nhung lên cho em số ký đi, không có số ký em không biết chút. Sao gì? Trời hôm qua luôn, cho chị em mình một màu nữa nè. Cho chị em mình thử, cho chị em mình một màu nữa nhé. Thử nó luôn cho chị em mình một màu nữa. Nói chung là nó rất là nhiều màu, mà đi thử hết từng màu thì nó lâu. Gấp, cũng cố vậy cả. Gấp lại luôn, dùng nguyên cho nó gọn cái gì. Để gấp lại, để cái đoạn mà thử nè. Đâu? Đó. Xanh nhạt đúng không? Rồi ok. Một lớp là 69k chị ơi. Ok chị okay, Thảo Nguyễn. Có rồi nha. Cái đó là xanh cổ vịt chị nhá. Đây nè chị em mình nè. Chị em mình nhìn hàng nè Nguyễn. Toàn bộ đường kim mũi chỉ mai rất là kỹ luôn. Hàng này là hàng gu hai lớp nhá. Đây nè, con lên chị em mình màu xanh dương nhạt. Xanh nhạt. Xanh nhạt. Màu vàng thôi chị Mỹ Hiệp ơi. Mỗi màu vàng thôi. Màu xanh nhạt nè. Comment mã nhạc luôn dùng nguyên này của Việt đây nè. Và ai sẽ mời bóc luôn, còn được tuần này con xin, tuần này con xin mấy. Rồi xanh nhạc luôn dùng nguyên này. Xin luôn cho nó khỏe. Của Việt đây nè, của Việt CL đây nè. Của Việt CL đây nè. Hai của Việt CL và của Việt CL. 1392 chị em mình nhá. 139. Chờ chờ em xíu. Đây nè. Màu này là màu xanh nhạt nhé. Màu này cũng đẹp. Màu này nhẹ nha. Chị nào lấy cái này lên chung mã xanh nhạt nhé. Con sẽ thử luôn cho chị em mình sơ sơ nha. Các màu cho chị em mình thấy rồi. Comment mã này là mã xanh nhạt. 139.000 luôn vô nguyên nhé. Đầy đủ size số à, cho chị Trần Thị Nhung hồi nãy là size M. Trần Thị Nhung hồi nãy cũng size M luôn. Trần Thị Nhung hồi nãy cũng size M luôn. Toàn bộ cái này là khẩu trang nó che kín mặt nha. Hai lớp. Và túi hai bên này có khóa kéo và kèm luôn ở trong luôn cho chị em mình luôn cái này. À, ừ có hai lớp Haru ơi, hai lớp. Một lớp là 139.000 đồng. Cường Kiên size gì đó? Sorry, một lớp là 69. Hồi nãy Cường Kiên size gì đó? Cường Kiên cũng size M luôn. Cường Kiên size M. Xanh nhọt. Nguyên đổi giúp chị son xanh. Ai? Cường Kiên. Cường Kiên cứ để chị xanh nhạt size M nè. Xanh nhạt size M đang mang. Đây nè. Xanh nhạt cho chị Cường Kiên. Hay là chị Cường? Phải Cường Kiên. Không phải chị Cường. Rồi ok nè. Rồi này chị nào chưa có cái mã này lên luôn dùng nè. Sang một lớp cho em xíu. Ok nhá. Chị ơi size M là size nhỏ nhất nè. Em 50kg và em đang mang size M nè. Cái này không có size S nha. M, L, XL. Nó ngang phôn của cái size S. Còn một lớp tí xíu nào mang size S một lớp chị em mình xem. 139.000. Mà chị em mình mua được hàng hai lớp nha. Đây nè. Mũ to. Vành mũ to. Và cái này nó che kín mặt. Đấy. Mang cái này chị em mình không cần khẩu trang, không cần bao tay. 6kg là size chị. Máy CL. CL. Rồi nhá. Màu xanh xanh nhạt này. Mang lên lại cho em mình các màu này, xanh nhạt. Mình có luôn cho chị em mình màu hồng đậm này. Hồng đậm nhá, cho nguyên cái màu một lớp này. Một lớp bán tặng luôn. Hồng đậm nè. Xanh nhạt nè. À, xanh ngọc nha. Sau đây chị em mình xanh ngọc này, xanh than nè. Hồng nhạt này. Màu nguyên đang mang, còn màu gì nữa ta? Màu thiếu thiếu. Rồi nè, lấy lại cho chị em mình các màu này. Màu xanh than này, xanh ngọc này, hồng nhạt này, hồng đậm này, xanh nhạt nhá. 139k. 139 nhá, chị nào chưa có thì lên. Cho lên cái mã một lớp luôn. Một lớp cho em xíu. À quên, để bán tặng cái mã áo nam đã. Để bán tặng cái mã áo nam đã nè. Kiểu lại là cái gì muốn lên. Lên luôn cho chị em mình mã áo nam đã. Tương tác lên luôn dùng nguyên tí xíu nha. Nam mình toàn này con đây hả. Đây cái mã này bán tặng 69k luôn nè. Xe 55 quay đầu. Bộ này Quân đi nhập vô 115k rồi trời ạ. Đi nhập cái bộ vô này vô là 115k. Bán tặng cho chị em mình 69k. Xe 55 quay đầu. Comment mã tặng bộ nhé. Chốt mã tặng bộ 69. Chị nào lấy tặng bộ 69. Chủ yếu là xe M đó Huyền. Chỉ có xe M thôi. Nhờ người mẫu mang cái mẫu. Đây cái nào cũng sẽ bán tặng cho chị em mình luôn. Tại vì là 3 ngày nữa là cũng sẽ ra hàng 2 lớp. Nhưng mà chị em mình này, con bộ nam này cũng đang là hàng xịn này nè. Mã này đang sale chị em mình 99k nè. Đây chị em mình nhìn cái văn vải là chị em mình biết nè. Nhá bán tặng luôn cho chị em mình luôn. Chị hoa hồng xanh phan. Haru ơi, Haru chọn màu đi Haru. Chọn màu đi chứ hai cái con đâu biết Haru lấy cái gì, cái màu nào. Rồi này nhờ mẫu mang cái này của nam. 70kg em còn một cái cuối cùng. Cái này nè, đây đây ba mang size M cho khách coi vậy nè. 139k là hai lớp, 139k là hai lớp nhé. Còn cái này là Nguyên đang lên luôn chị em mình áo nam là áo một lớp.
và nguyên lên nốt luôn cho chị em mình. Cái này tầm khoảng 60-62 kg đổ về là chị em mình chốt đẹp cho cái size M, một cái size XL thôi. Lên bán tặng nốt luôn cho chị em mình luôn. Đây này, đứng xa ra xíu, ông cứ tiến sát màn hình. Size 62 đổ về em chồng nguyên là 62 kg này nha. Cái này thì nguyên lên bán tặng nốt luôn cho chị em mình luôn. Cái bụng bên đây, cái bụng hơi bị to, cái bụng hơi bị phệ đấy, bán tặng nốt luôn cho chị em mình cái mã này nè. Ok ha Tru nè, lên mỗi cái bụng, lên mỗi cái bụng đấy. Mã này thì Nguyên đang sale luôn cho chị em mình là giá 99.000, sao đây chị em mình 99.000, bán tặng nốt luôn cho chị em mình trên like luôn nè nha. Hai cái nha chị, màu hồng size M, xanh size L đấy. Lại nữa, hồng này có hai màu hồng, xanh là có 4 màu xanh. Nhá biết là lấy màu gì? Hồng là có 2 màu hồng, màu hồng đậm, màu hồng nhạt. Không là xong, nhắn tin qua luôn dùng Nguyên cho nó khỏe nhé. Tặng quần na, à quên, tặng áo nam. Bán tặng nhá. Size 62 đổ về. Size 62 đổ về, cái này Nguyên còn được 2 3 màu, có cả màu xám nữa. Còn mỗi một size này là chủ yếu thôi, còn size kia có đúng một cái. Bán tặng nó luôn cho chị em mình cái này. Giá này bán tặng trên like nhé. Online nó luôn cho chị em mình cái này là đang bán là 99k con. Cái hàng trước ấy, mã trước là 89, còn cái mã này là mã 99 chị em rồi nhá. Vì vải này là hàng xịn hơn nè. Một lớp, từ từ chị ơi, từ từ chị nhá. Một lớp em 69k chị, không chị vô trang cá nhân của em chị đâu. Bán tặng cho chị em mình mã này luôn. Chúc mã 83 nhá. Comment mã này là mã 83 luôn dùng Nguyên. Nguyên nói là một con áo khoác nam, nhưng mà là hàng này là hàng xịn nè. Chị em mình nhìn cái văn vải dùng Nguyên nè. Bán tặng nốt luôn cho chị em mình là giá là 83.000. Giá này em bán tặng trên like nhá. Đấy, còn bình thường Nguyên bán cho chị em là 99k. Cái size XL mình còn mấy cái, chú Hiền bỏ lên, có cái à? Hai cái màu ghi này thôi. Còn hai cái màu ghi mà size L mình hết không? Còn hai cái size XL là size đến 80kg vẫn mang ok nhá. Đây nè, chị Trần Phú lấy không? Hoặc chị Bích trong hình lấy màu này không? Có màu hồng không Haru ơi, đến lúc chốt đơn rồi chọn màu lại nhá. Ghi cho Haru hai cái đi. Đây nè. Haru à? Ghi cho Haru hai cái. Chị Bích trong hình ơi, với lại chị Trần Phú lấy cái này không, em lại chốt cho người khác. Nữ. Nữ. Cái mùi chưa đây. Má. Kinh thiệt, mắm thúi. Chị ơi, không thì chị Bích trong mình không bỏ qua cho Lê Châu, chả thấy nói gì hết với chị Trần Phú Hồ Xanh Thang. Bao không nhiêu, có bao nhiêu? 83.000. 83.000 cho chị Trần Phú nữa. Chị Trần rất Phú là đẹp trưng. Kinh thiệt chứ. Ok Trần Phú, Trần Phú với lại chị cho Lê Châu. Rồi Nguyên còn size này là size 62 đổ về. Bán tặng 83.000, giá này bán tặng trên like thôi. Toàn bộ giá này là Nguyên bán tặng trên like thôi nhé. 89.000. Màu ghi 83, sorry 83. Bộ kiểu còn nha. Tăng Lương Huỳnh Hạ. Màu ghi cho chị Tăng Lương Huỳnh Hạ. Cái CM giùm em với. Màu ghi á, chị lấy cho em màu ghi cho Tăng Lương Huỳnh Hạ. Tăng Lương Huỳnh Hạ. Phúc Nam thì làm chỉ có xanh dương chị Kiên Cường ơi. Phúc Nam chỉ có 3 màu, xanh thang, màu ghi đậm và ghi nhạt thôi. Hết rồi chị nhá, hết rồi chị lúc kia lúc kia. Em hết sạch. Biểu tăng lương cho Quỳnh Hạ. Em hết sạch. Rồi cho lên luôn cái mã một lớp bánh nặng lên cho dễ mình 69k. Cho lên một lớp ấy. Một lớp 69k. Tăng lương cho. Còn Phúc Nam không? Phúc Nam còn mỗi size 62 đổ về size M. Hiển Phạm lên size đây. Xanh thang ấy. Cho chị Kiên Cường cái xanh thang size M. Kiên Cường. Cường Kiên. Bộ Nguyên đang mang 49. Hồi nãy giờ like rồi. 55kg hiện tại nè. Còn xanh thang nè. Xanh Việt nè, xanh Ngọc là biết rồi đúng không? Xanh Dương Nhạc nè. Xanh Dương Nhạc nè. Màu ghi, à nãy giờ không lên màu ghi. Màu ghi nè. Đấy Haru chọn luôn đi. Xe 55 á, hiện tại này đang còn nè.
chọn lại luôn nè, Haru nè, cho nó khỏe nè. Riêng cái size M ấy, size nhỏ nhất, size M cho chị Kiên Cường rồi. Haru để ý cái màu luôn dùng nguyên nè. Cái size mà size nhỏ nhất của mình đang chọn size M ấy, đang màu hồng á, đang có hai cái màu hồng. Màu hồng nhạt, hồng đậm nè. Được chưa? Còn cái size L ấy, hiện tại đang có hai màu đó rồi nè, kèm thêm nè. Màu ghi nè, màu xanh cổ Việt nè, xanh than nè. Đấy, xanh nhạt nè, rồi xanh ngọc. Đấy mình chốt màu xanh không, Nguyên không biết là chốt màu xanh gì hết. Xanh đen đang cầm cho chị Yến Phạm Thị, nhưng mà size M thôi chị Yến Phạm Thị nhá. Cho chị Yến Phạm Thị cái size M của Na 83.000 nốt luôn. Đây nè. Ừ. Rồi lên luôn dựng mã này là mã 1 lớp. Anh Hiền cơm tắm. Nãy giờ có một cái anh Hiền khác hồi nãy có đơn anh gì khác, anh Hiền cũ đó. Mã này là mã 69 nhá. 69k và size 65 cái đổ về là chị em cho ok. Cái quài chống nắng mình còn không ta? Quài chống nắng còn cá lên màu chi. À đây. Đây nè, cái mã này là mã 69k nhá. Size đến 65 cái chị em mình vẫn mau ok. 60 kg ok chị Thị Yến Phạm có rồi nha. Chị nào lấy cái này lên chung mã 69k luôn dùng nguyên, đầy đủ size cho chị em mình từ 40 60 màu xanh cổ Việt nha, hết quài rồi. Xanh cổ Việt hết quài rồi. Từ mấy cái thôi à. Rồi lên luôn dùng mã này mã 53. Chút mã 53 luôn dùng nguyên. Cảm ơn mã 53, cái này có hai con. Hai con màu xanh biển. Chị nào lấy cái này lên chung mã chăn váy. 53.000 nha. 53.000, chị nào lấy cái này lên chung mã xanh 53 này. Xanh biển 53 còn được 2 con. Xanh thang 53 còn được 2 con. Xanh ngọc được 1 con. Mã này lên chung mã 53 nhé. Cái này chị nào bụng to bụng bự gì mang cũng được hết. Mang vô tư thoải mái luôn. Đấy, quài cho chị Dương My cái. Xanh biển hay cho Dương My ơi. Xanh biển hay xanh gì đấy? Nhiều. Dương My 53.000. Hoặc gì? Dạ có xanh thang rồi đấy chị. Của chị có xanh thang rồi. Xanh biển cho Nguyễn Hữu Linh Sa. Dương My là xanh ngọc. Dương My là xanh ngọc kìa ba kìa. Đổi qua ba. Xanh biển Nguyễn Hữu Linh Sa. Xanh ngọc Dương My. Xanh ngọc Dương My. Một khoác một lớp. Chị hỏi My Nguyễn ơi, lên cho em cái số ký với. 53. Lên số ký luôn giùm em này, không có số ký em biết đường em cho em chốt nhé. Cho hai đô xanh ngọc xin lời. Hai đô xanh ngọc xin lời. Haru xanh ngọc CL nè. Hồng đậm CM. Hồng đậm CM cho Haru. 139 cho Haru nè. Rồi nè. 55. Lát cho chị Hoa Họa My Nguyễn ấy. Họa My Nguyễn cái xanh cổ Việt nhưng đang mang CM. 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 Rồi nhá, Nguyên qua mã chống nắng với chị em mình ơi. Nãy giờ la chống nắng hơi bị lâu đấy. Chị nào chưa có thì lên nhé. 139 cho 2 lớp, 69 cho 1 lớp, quầy 53, áo nam đang bán tặng cho chị em mình là 83. Xanh biển CM. Xanh biển M là cái nào? Ủa, Haru hai cái rồi mà. Xanh biển CM là hàng 1 lớp, chắc là ghi 1 lớp. Xanh biển M có không? Dạ, 1 lớp hay 2 lớp? 1 lớp, chắc là xanh biển gì có 1 lớp cho Haru. 69.000, 69.000, xanh cổ Việt, xanh cổ Việt CL luôn cho chị Hoa Trung Nguyễn. Một lớp đang ra một lớp đấy. Hai lớp 69k cho một lớp nhé. Chị đang chưa có hai lớp có không, không có à? Thế bỏ cho Haru, bỏ Haru đi. Cái Haru nãy giờ coi like ở đâu ta? Nguyên đọc hồi nãy giờ CL nó cho chị Hoa Trung Nguyễn. Hoa Trung Nguyên. Hoa Trung Nguyên. Rồi cho lên cái mã quần. Hồi nãy giờ mình coi like ở đâu Haru? Nguyên like rõ ràng luôn mà. Xanh ngọc CM một lớp cho chị Hiền Lê Nguyễn. Trong lên cái mã quần là quần 45k luôn. Hiền Lê Nguyễn này. Quần ô mìu dài để soạn ra đây chị ơi. Xong cái mã này em lên cho chị em mình luôn. Cái này đang còn sót cái. Chị em mình coi like cho kỹ nha. Hiền Lê Nguyễn. Đạt. Đúng về luôn. Thu Hiền Lê. Cái này ghi cái này được bỏ vô phần nụ. Cái nào còn cái. Còn cái
chị em mình như thế là Nguyên Lai cực lắm. Cứ hỏi xong cái cho coi xong rồi cái hỏi lại hỏi lại mà không trả lời thì bảo là sao lại không trả lời. XL đó cái gì vậy? Ok cho chị Nga Nguyễn. Ok đúng rồi đấy. 139 cho hai lớp nha. Nga Nguyễn. Rồi lên luôn những cái này. Trang váy tách pha 57 58 kg độ về cái này còn một con. Bán tặng nó lên chị em mình 45 sao. Hàng này người ta vẫn đi cho chị em mình là trăm mấy nghìn đấy. Trăm mấy nghìn đấy. Rồi lên luôn những cái mã này là mã tặng quần. Sọn trong cái ít quần 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 u mì ấy, xả luôn đấy, quần u mì dài ấy liền kìa. Thế. U mì dài sọn chưa? Rồi ok, lên đây chị em mình đó. Tương tác lên nha chị em mình nha. Cảm ơn mã này là mã tặng 45k luôn. Trời ơi. Chị nào mà nhận con quần này về là nghĩ không ra ra được giá 45 vì công mai cũng không có cái giá 45k mà so với cái chất vải xịn như thế này. Vải xịn này nữa. Size này chị em mình 52kg quay đầu. 52 màu này không phải là màu đỏ nha chị em mình, màu cam ấy. Màu gạch ấy, màu gạch ấy. Chị nào lấy cái này lên chung mã gạch mờ luôn dùng em. Lấy ra chị nhiều trời. Lửa. Size đâu bóc đó luôn cho nó khỏe. Minh Tâm Trần, mai chị nhận chị ơi. Áo khoác còn màu nào à? Chị ơi nhiều màu lắm. Chị Nga Nguyễn ơi, đây nè, đọc lại phát nữa nè. Một lần nữa thôi nha. Chị em mình để ý luôn dùng cái màu nè. Nguyên có hồng đậm luôn cho chị em mình nè. Bây giờ hồng đậm nè. Nhưng mà riêng cái size XL là em hết sinh thang rồi nha. XL em hết sinh thang rồi. Màu xanh nhạt nè. Xanh nhạt hồi nãy mới vừa thử cho chị em mình. Xanh thang nhưng mà hết XL nè. Xanh cổ Việt chị lấy rồi đúng không? Xanh cổ Việt nè. Rồi màu ghi nè. Màu ghi Nguyên có nè. Rồi xanh ngọc Nguyên có nè. Hồng nhạt. Ok chưa? Từng đớt xuống mặt. Rồi lên luôn những mã này là mã tặng 45 quần. 45k nhá, size chị em mình 52 kg qua đầu là chị em mình chốt đẹp con này. 50 tay mờ. 50 thôi. Cảm ơn mã này là mã tặng gạch luôn dùng nguyên chuột mang áo màu màu vàng mang quần màu gạch này thôi. Nổi chịu không nổi. Ba thiệt cái chứ. Tranh thủ hết mức luôn. Chào thấy cái ông vừa chốt đơn vừa đọc báo. Bình luận này chị em mình nhìn cái mã quần này mà chị em mình không sang được con này tiếp đó này. 50 kg qua đầu là chị em mình chút đẹp. Nguyên đang mang máng này hơi bị nổi đi. Áo vàng mà quần màu gạch và đang mang là mang hai con quần nên là hơi bị cộn xíu. Size 50 qua đầu chị em mình chút đẹp. Comment mã này mã tặng 45. Bằng như là chị em mình đi mua một con quần thun cô tông đấy. Bằng mua một con quần thun cô tông. Bán tặng nó luôn chị em mình 45k. Xanh ngọc hồng à. Hồng đậm hay hồng nhạt đấy chị Nga Nguyễn ơi. Bóc cho chị cái xanh ngọc XL ba. Hồng đậm hay hồng nhạt lên luôn cho em. Nha chị nào lấy cái mã này lên cho mã quần 45. Quần 45k nhé. Chị nào chưa có quần 45 cầm em mã quần 45 cho chị Nga Nguyễn. Nga Nguyễn à. À, lên cho em màu xanh gì nữa kìa. Xanh gì? Áo quen hồng gì? Hồng đậm hay hồng nhạt? Rồi quần đó Hiền ơi. Quần đó Hiền ơi. Đá hả Hiền? Đá hả? Quần đùi còn, đùi còn được mấy con? Chị Nga Nguyễn hồi nãy mấy cái váy xung đẹp mà không chốt, không chốt tiếc chưa. 69.000, size 52 quay đầu. Chị nào đang chờ ô mì dài nè, 69.000 nhá. Đây còn bộ cạp này là cạp đá nè, 69.000 size 52 quay đầu. Chị em mình chốt cái size M. Chị nào lấy mã 69 chốt 69k nhá. Con lên chị em mình XL quần dài nữa thôi là ngưng nha chị em mình nha. Lên ít quần dài nữa là ngưng nhá. Quần hồng nhạt cho chị Nga Nguyễn. Quần 45 cho chị Nga Nguyễn. Quần 45 cho chị Nga Nguyễn nè. Lấy cho chị cái hồng nhạt CXL nữa ba. Hồng nhạt CXL bên này. Bà đi qua bên kia. Đi qua bên kia đang cái trước đang kia tự nhiên cái trước màn hình miết. Ôi, thôi nó rộng đi như vậy. Che họ chứ. Đen CL có không ấy? Đen CL cái quần là 45k có đen CL không? Cái này hai cái này Nga Nguyễn ấy mà. Đen CL cho chị Thanh Huyền. Ai quên, cho chị Hoàng Thúy. À, Hoàng Thúy. Hoàng Thúy 45k.
45k. Rồi lên luôn dương mã này, mã dài 69k. Cái này là ô mì hàng nè, ô mì hàng nhá. Hôm nay mỗi mã quần này nữa là nguyên ngưng nha chị em mình nhá. Mỗi mã quần này nữa là ngưng 69k. Trời ơi, con này đẹp, ngầu nè. Quần dài này cho chị Sương Thu nè. Còn áo thun boris dài ở rút ở trước hả chị? Rút ở trước thì em sợ không còn. Cho chị Hoàng Thúy hai cái. Hai cái CL đây nè. Không, hai cái quần này, quần đen hồi nãy CL. Dạ, cái CL màu đen đúng không? Em có đấy chị Bích Liên ơi, có size to. Hoàng Thúy hai cái nữa. Rồi, lên luôn dưỡng mã tặng ba, size 55 quay đầu. Còn bộ cái này là ô mì hàng dùng nguyên nhá, cắt đã luôn. Mặn lên cho em 69 nghìn. Này cũng sắp hết rồi. Rồi ba cho mẹ cái dây su, cục su rồi. Mẹ sẵn cái dây su nè. Rồi sẽ con lựa chọn màu đi. Cái gì? Rất xong hả? Cho bà xã sợ dây su với. Ba. Lên luôn dùng mã này là mã bo 69 nhá. Bo 69. Dây su đi không được. Huyền 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 bất lại dùng nguyên cái sợi dây su vậy. Ý sợ lấy cái này. Hắn có xíu không qua được một bạn các mạnh nhiều lắm. Mà nó không lắm. Ok Hoàng Thế. Rồi lên luôn dùng nguyên cái mã này. Comment mã này là mã bo 69 nhá. Sao chị em mình 55-57 quý quay đời chị em mình mang đẹp. Em hết nhá chị Hoàng Thúy ơi. Em hết rồi. Trời ơi 55 quay đầu. Comment mã này là mã siêu cao. Quần này là quần lưng siêu cao nhá. Toàn bộ là ưu mì hàng. Như trăm. Như trăm. Toàn bộ là ưu mì hàng. Bán tặng luôn cho chị em mình luôn. 49, quay sao cho chị em mình 69k. Chị nào lấy siêu cao, chốt siêu cao luôn dùng nguyên. Comment mã siêu cao nhé. 69k. Rồi lên luôn những cái này. Con này chắc của nó là đai đỏ size 50 quay đầu. Con này bán tặng luôn cho chị em mình là 55k. Quần này là dạng quần quần chiến tắc đai đỏ nhé, xịn hơn ưu mì hà. Chị nào lấy đai đỏ comment mã đai đỏ luôn dùng nguyên này. Đai đỏ này. Quần này là mì sung size 55 69 nhé. Con này là dạng quần sung. Xe 55 quay đầu là chị em mình chúc đẹp. Chị nào lấy sung comment sung luôn dùng nguyên nhé. Sung 69k. Ai lấy sung chúc sung luôn dùng nguyên. Đây đỏ cho Hoàng Phúc. Đây đỏ là cái con quần ngố. Sao chiến là? Không, hồi nãy bán mấy đấy. 55k phải. Có lưng thun mà caro đỏ không chị? Caro đỏ còn mà. Hồi nãy bán tặng mấy 40k ấy. Hồi nãy bán tặng 40k. Comment mã này là mã bo. Size này chị em mình 52kg quay đầu là chị em mình chú ok. 52kg quay đầu là chị em mình chúc đẹp cái mã bo này nhá. Ô mì hàng chắc rất là sướng luôn. Đây luôn những mã này là mã bo nhá. Ai lấy bo chúc bo luôn dùng nguyên. Tặng bo 69. Ô mì hàng nha. Không phải thương có tâm. Siêu bo cao 69. Cái này siêu cao. Siêu cao là 20, hai cái lưng hai cái dây đan hai bên. Đây đó. 69k. 69 cho Bích Liên. Đây đỏ hết. Haru cái gì mà lấy cái. Chiếc tam giác chưa quý ơi. Đợt này xe cộ chậm lắm luôn ấy, nó hẹn miết rất mệt luôn ấy. Rồi lên luôn những mã này là mã bo này. Comment bo luôn dùng quần sọc hồi nãy đâu còn để cho Haru cái quần sọc ấy. Comment mã bo 52 cái quay đầu đưa đây nè. 55 quay đầu. Cái này là lưng thun, cái này chắc rất là đã luôn. Trẻ mà nhìn cái bản lưng này. 55 cái quay đầu là chút đẹp nhé. 40k gọn. Cho Haru cái này. Haru cái này. Ai lấy caro chút caro luôn dùng nguyên nhé. Còn có quần thun trên gối hả chị? Quần thun trên gối thì mình đâu có quần ngố à. Chứ quần gì đâu có. 45 rồi. Đấy. 40k luôn đi sao. Rồi lên luôn chung mã sung nè. Size 52 nè. Sung size 52 cái này là toàn bộ là ưu mì hàng hết. Hương bán luôn cho trẻ mình con này giá 69 nghìn thì nó quá là rẻ luôn. Cái này không phải là hàng Trung Quốc tông nha. Nhớ luôn dùng nguyên là ưu mì hàng. Mà lên trẻ mình giá hàng 6. Đấy.
Comment mã này là ui, giống dạng quần legging. Con này size nhỏ nè. Con này size nhỏ, size dễ mà 50 quay đầu thôi. Bao ở dưới như thế này. Comment mã tặng 59. Chúc mã tặng 59 luôn dùng nguyên. Comment mã tặng 59 nhé. Caro Trần Thị Nhung cái quần u mì đen 55. Còn nữa chị ơi. U mì đen chị ơi, là quần đùi hay là quần lửng đấy chị Thảo ơi? Quần đùi hay quần lửng? Rồi lên luôn dựng mã này là bạn ngố bán tặng luôn chị em mình 50k luôn nè. Ngố nè. Ngố size 52. Ngố size 52 cái này hơi ngầu, cái này người ta may đổi tiền công may đã cầu kỳ. Dạng nhúng như thế này. Nhúng đến đến nút na hết nè. Nút này toàn bộ là nút đóng hết rồi nè. Comment mã nút luôn dùng nguyên. Dài á chắc có đấy chị ơi, nó đang lộn xộn trong này. Comment mã này là mã ngố luôn dùng nguyên 50k nốt. Chị nào lấy ngố chút ngố 50. Comment mã ngố 50. Ô mì sọc thể thao size 52. Chị nào lấy cái này lên chung mã theo 52kg quay đầu. Theo 52kg quay đầu. Cái này nó thật sự nguyên cục cả chục con. Ngố đây nè, 50 nè. Ngố 50 cho Bảo Xuyên. Tiếp luôn những mã này là mã theo 69 size dẻ 52 quay đầu. Theo 69 52 quay đầu. Chốt mã này lên luôn những mã này là mã phối đi. Có thì em chừa nhé, có thì em chừa. Chị nào lấy cái này lên phối luôn dùng nguyên 69k. Phối toàn bộ 52kg quay đầu. Ở chị em mình hỏi u mì hàng mà chị em mình u mì dài mà lên chị em mình là không chốt. Thấy đây mất công không? Đấy, nhìn chị như thế mà cứ like cái là cứ dục lên cái này lên cái kia mà lên có thấy đâu. Nhìn còn mấy cái bộ bát xoay nhỏ á. Con lên bán tặng hàng kiếp muôn á, con lên bán tặng luôn đi. Rồi lên luôn những này là sung nè. Size dành cho chị em mình 55kg quay đầu là chị em mình chốt đẹp. Cảm ơn mã sọc xanh luôn dùng nguyên. Sọc xanh. Sọc xanh lên luôn cho chị em mình là giá 69k. Rồi đây. Size chị em mình 52 quay đầu. Lên bộ rồi nghỉ á. Bộ chi nữa? Còn bộ chi đâu? 50, 52 quay đầu. Hả? 52 quay đầu, ôi cho mấy cái con áo đỏ nó bán tặng luôn. Có thích nó bán tặng. 69k này. Cái này áo thun lẻ, áo thun lẻ hả? Bước lại đây bán tặng đi cho nó rõ. Chỉ tiết như thế này chỉ lên hàng lẻ cho nó nhanh đi. Còn quần u mì đen size cỡ nguyên. Dạ còn đấy chị Thanh Huyền ơi, còn size M, em đang mang size M. Em đang mang size M còn tặng nè. Size 60 quay đầu. Comment mã 19. Đỏ luôn. Ai lấy đỏ 19 chút đỏ 19 luôn dùng nguyên. U mì nha. Đỏ 19, chị nào lấy đỏ 19 chút đỏ 19 luôn dùng nguyên. Cái đó là form 60, còn những cái số này là 52kg quay đầu hết nè. Bo rip hết nhá. Toàn bộ cái này là bo rip, áo cho Dương My. Áo cho Dương My, Dương My chia sẻ đi chị ơi. Chị em mình mua hàng sale mà chị em mình cứ không thấy chị nào chia sẻ. Comment mã này, cái này với mã số 1 nguyên gộp chung nhá, còn được mấy cái. À BB. Còn BB thôi. Chia sẻ đi chị nha. Nhưng nói là con này mà 52kg quay đầu. Bán tặng luôn cho chị em mình luôn 19k. Cái đồ bé này. Cái cọc đồ bé hàng hàng công ty. Chúc mã BB luôn dùng nguyên 19k size 52 quay đầu là chị em chút đẹp. Ai lấy B chúc B luôn dùng nguyên nè. Okay, chị nhé. Comment mã B19. Chắc là đi nhập B19 cho chị Bích Trâm Huỳnh. Còn mấy con B19 là 52 quay đầu là mang đẹp. Rẻ này là rẻ quá thể luôn ý. Mua con áo thun mà thun bo rip mà 19k. Đấy chị nào lấy BB chúc BB luôn dùng nguyên nhá. BB19k. Chị nào chưa có BB comment BB19. 19k size 52kg quay đầu là chị em chúc đẹp mã BB nhé. BB. Ai lấy BB chúc BB luôn dùng nguyên nè. BB19k nè. Tinh nè. Tinh nè. Size này 65 bạn mang được. Chốt mã 19 luôn. Comment mã phối tím 19 luôn. Phối tím 19 nhé. Chị nào lấy phối tím 19 chút. Dạ để lấy đây. Phối tím 19. Tròn lên nè. Đồ bán này bán tặng hết đi. Nó còn lại lại đây đây cho em. Đây đây em để đây. Để đây cái lên cho nó gọn. Đấy.
cho chị em mình ít đồ bát để bán tặng luôn cho chị em mình xong ngân nè. Cái này quần nơi áo nơi ở huyện đang có mấy cái đi à, đây quần đây rồi lên luôn giường con đầu tiên size 16 kg, hàng kit mua hết nè, toàn một cái này hàng kit mua nè, size 16 kg, hàng tác con này là 125.000, bán tặng cho chị em mình bộ này 49.000, size 16 nha chị em mình ơi. Trời ơi nó rẻ, là quá thể rẻ luôn ý. 49k nốt luôn, size 16 kg là chị em mình chút đẹp, cái ít này lên luôn cho chị em mình ít đồ bé đi nha. Chị nào lấy cái này lên trong mã 16 kg, cái này ở trong bộ à ta, quần này ở trong bộ à, quần nhỏ 35 kg, quần nhỏ 35 ra rồi chị, quần nhỏ 35, comment mã này là mã 10k, comment mã 10k luôn dùng nguyên nhé. Chị nào lấy mã 10k chút mã 10k luôn dùng nguyên. Rồi lên cho mã sát bé size 17 kg, trời ơi 17 kg, cái này lên cho em mình 39k luôn, hàng tác 145k. Ai lấy cái này lên cho mã sát nhé, sát size 16 kg, toàn bộ đa số là cái này là size nhỏ, lên gọn hết luôn cho chị em mình là 49k. Chị nào lấy cái này lên nhanh 49k sát nhé. Chị em mình còn xem like không, biết mà lên chứ không là mất công. Rồi Kiều Trang 39k là chi ta, 39k là chị. Chị Kiều Trang, chị comment cái gì mà 39k chị này chị gì? Cái chị quần, quần lý à? Quần nó có 10 cái. Em lấy 10k. Rồi lên cho mã nách 16 kg, 49k luôn. Sát nách này hàng tác của nó là 125.000. Có quần bé trai 22 kg. Dạ giờ em không lên chị ơi, quần không thì em không lên rồi. Size 16-17 nè, 49k gọn nhé. Chị nào lấy nách bé chút nách bé luôn dùng nguyên, toàn bộ là hàng kit mua nha, toàn hàng kit mua hết. Rồi lên luôn những mã bộ lanh, size cho bé 18, cái này lên cho em mình 60k. 60k hàng này là toàn bộ là hàng công ty hết nè, hàng kit mua size 18, chút mã hồng 18, trong này chắc là xe nhỏ hết thì mình. Bao này xe nhỏ hết không, bao này toàn đồ bé trai, à bé gái chị, không có đồ bé trai rồi, toàn bộ bé gái hết, không có bé trai. Bộ thứ 2 á, 16 cho 2 ru, 16 là cái nào đấy, cái này hả, cái này hai sắc nách đấy. Cái bộ thứ 2 á, 49k. Mười sáu là cái nào? Cái chính là cái này nè. Kiều Trang. Sát nách hay là lanh? Ok nè Haru, phải lên rõ, phải lên rõ. Chút mã rớt vai 18. Kiều. 49k luôn. Rớt vai 18 kg, lên gọn luôn cho chị mình 49k. Ai lấy rớt vai chút rớt vai luôn dùng nguyên nhé. Kiều còn hai mấy kiều ấy, hay là ngưng chị mình nha. Thôi lên tranh thủ chút ít, ít kêu thì lên lai lẻ nè, mà ít quá. Bộ em đang mang là 49k luôn, bộ đang mang là 49k luôn. Chị nào lấy rớt vai xe 18 chút nè, rớt vai nách xe 16 này. Nách xe 16 bán tặng nó luôn cho chị em mình luôn 49k. Rồi hai ngưng đi chị em mình hả, kêu hai máy kêu thì lai lâu ấy. Hẹn chị em mình lai tối nhé, ngưng nhé. Rớt vai cho chị Thị Yến Phạm, Thị Phạm rất khoai. 49k. Không, đồ nam hiện tại em không có nhé, chị Minh Tâm Trần ấy. Đồ nam không có đâu. Rồi lên chung mã này là mã sát gái size, ui 35 kg là. Con này lên nó luôn cho chị em mình là 55k đi. Size 35 kg. Hàng này Quân đang sale 69k nè. Chị nào lấy cái này lên chung mã sát. Đấy bé trai đấy kìa, bỏ ra cho Nguyên đi bán tặng đi. Trai xe số nhỏ bán tặng luôn đi. Comment mã 35 kg, lên luôn cho em là 55k. 55k này, chị nào lấy bé trai chút. À quên mã xét 35 cho Lê Châu. Lê Châu lên trước. Lê Châu 55k cho Lê Châu. Nó còn nhiều nhưng mà nó lẻ tẻ là biết like lắm luôn. Thấy cho Thảo 25. Comment mã tim hồng 25 kg. Thấy 35 rồi. Chị nào lấy tim hồng chút tim hồng luôn dù nguyên 25 kg đổ về là 25 đến 28.
Tim hồng 2528. Tim hồng 2528, trước mã sau size 16. Ngôi sao ấy, size 16 là chị em mình chút đẹp nha. Ai lấy ngôi sao comment ngôi sao luôn dùng đi. Size 16 ký. Nó XX này là lên nó còn không hứng. Ê, cái một mã bộ 69K còn kìa. Ôi chà ơi. Bộ này là bộ 125 à 135 chứ không phải là 69. Tim hồng cho chị Thanh Huyền à. Thanh Huyền kia quên mất tiêu rồi. Cơm 8. Cơm 8. Thanh Huyền cơm 8 mà. Cơm 8. Cơm 8. Này cũng bốn chín. Chờ em xíu. Comment mã 69K. Size 55 quay đà. Bộ này nó thật sự là nguyên bán mà nguyên xít đứt cả ruột ấy. Nhưng còn đen còn trắng được sót hai bộ, chị em mình nhìn từ túi tiếp này. 69K nhá. Comment mã này là mã 69 trắng hoặc là 69 đen. Size 55 quay đầu, áo là thun cốt tông tàu và quần là quần thô. Quần là quần thô nhá. Rồi nhá, chị nào chưa có mã 69 chút mã 69 luôn dùng đi. 69 đen và 69 trắng. Rồi lên luôn chung mã bộ bát ca, bộ này 55K gọn nha. Bộ này bán 65 đúng không ta? 55K gọn luôn. Sao cho bé 22. Cái này nó giấy nó hơi ấy, em người giặt cái này ra dùng em nhé. Tại vì lót ở trong người ta lót giấy. Comment mã bộ này 55K luôn, size 22. 55 và size 22 này, chốt mã đỏ 22 nhé. Ai lấy đỏ 22 comment 22 luôn dùng em. Đỏ 22 55K. Còn được 3 bộ màu cam này nè. Đỏ 22 và đỏ 18 thì thấy trên đặt. Thấy trên đặt. Còn đỏ 18 nữa nè. Còn đỏ 18. Đen cho Haro. Đen 69 cho Haro, cái bộ đen này nè cả nhà. Đen này cho Haro. Cái này 18 kg. Trời ơi. 18 kg. Bé nào cao ốm thì 20 nhá. Lên luôn những mã này là mã đỏ 18. Đỏ 18. Nó đang xen màu á chị ơi, nhiều màu lắm cho em xíu. Đỏ lên trên nguyên số ký nha, nguyên có đỏ 18 20 thôi. Còn đỏ từ 18 đến 20 ký là chị em chút đẹp. Chị nào lấy đỏ 18 20 chút đỏ 18 20 luôn dùng đi nhá. Bộ size to nhất nguyên hết rồi. Chủ yếu cái này là còn size nhỏ thôi. Lên gọn luôn. Rồi lên luôn chung mã cam size 18 20. Cam 18 20 nè. Cam size từ 18 đến 20 kg là cho bé là mang ok. Trời ơi, 55.000 nốt luôn. Ai lấy cái này lên chung mã bộ cam nhé. 18 kìa. 18 size mấy nào nào. Cái việc điều tra. Có kiểu tra. Thị Yến Phạm. Thị Yến Phạm. Rồi còn cam. Cái gì Phong Thanh. Chị Phong Thanh chia sẻ lên luôn giùm em nhé. Cái gì Phong Thanh rồi còn một bộ. Còn một bộ chị nào lấy phát nót nha. Còn một bộ thôi. Ai lấy mã này lên chung mã cam. K18. K18-20. Ai lấy K18-20 chốt. Cái mã này cho nó luôn cho dễ mình 59K. Nào chưa. Comment mã đá trắng size 18-20. Cái này cùng size 18-20 này. Comment mã này là mã đá chắc toàn bộ là có tông tàu hết chị em mình nhé. Không phải hàng thô đâu. Toàn bộ là co giãn 4 chiều thấm hút mồ hôi hết. Chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã đá trắng. Riêng con áo này không thì chị em mình có thể mua hơn giá này rồi. Còn đấy Haru. Còn kiểu khác, còn kiểu mũ và kiểu chữ. Quần như nhau. Trắng 18 chị Yến Phạm Thị. 10kg em đang không. 16, cái này 16 hơi rộng chị ơi. Rồi lên chung mã vàng. Vàng này cũng 18 luôn. Vàng 18-20. Vàng 18-20 vì hàng này cũng đâu bán dễ mình giá này đâu. Giờ nó còn size xíu xíu này bán tặng cho chị em mình luôn cho nó gọn chứ. Rồi vàng từ 18 đến 20kg chút vàng 18-20 luôn dùng em. Vàng 18-20. Cái chị Phong Thanh nè. Phong Thanh nè. Rồi lên dùng em trắng nè. Ồ trắng này có 35kg nè. Trắng 35 nè. Trắng 30 nè. Trắng 28. Comment mã trắng luôn dùng nguyên. Trắng 35 nè. 30 và 28.
Chị ơi chút chuẩn vô giùm em với. Ta người ta chút rồi. Comment mã trắng 35. Theo nó luôn cho chị em mình luôn. Trắng 59k. 30 cho Phong Thanh. Hồng Phúc kìa, 35 Hồng Phúc kìa. 35 Hồng Phúc. 30 Phong Thanh. 30 Phong Thanh. Gì đây? Rồi còn 28. 55 luôn ạ. 59k, 59k. Thằng cây bự này. Còn 28 quay đầu thôi nha. Vẫn còn một con 28 quay đầu thôi. Chị nào lấy 28 chứ. Không, 12 ký không có cái này chị ơi. Chị Thảo ơi, cái này không có 12 ký. Ô, có con quần dáng bom nè, phải không ba? Ba rút con này, phải con quần dáng bom. Đấy. Còn một con quần dáng bom nè. Có một con quần dáng bom nè, hàng này chắc khỏi quá trời luôn. Xe 52 ô mì hàng 69k nhé. Chị nào lấy dáng bom, chút dáng bom luôn dùng em. Comment mãi dáng bom, con này là ô mì hàng nha. Rồi lên luôn như này 28kg, 59k. 38 em không chị ơi. Ai lấy cái này lên chung là 28kg luôn dùng nguyên này. 59 nha. 8kg kìa mình tâm trần kìa. 28. Dạ không chị ơi. À chưa cho chị Liễu sau đời rồi. Hồi nãy còn sót em lừa cho xưa chưa lại cho Liễu sau đời rồi đấy. Ba tám đây nè. Cái này 58 28 mà ba. Mai Trăng. Mai Trăng. Mai Trăng. Hàng này hàng khác nhé chị em mình nhé. 55 à. Hàng này hàng 69. 55. Hàng này lên cho em 65k luôn. 65k luôn xe 38. Máy bộ vậy. 65k nó. Bộ mà hẻ phải. Được 2 bộ. Hàng này mình bán 79 hay 69. Ăn bộ xây đại rồi. Bộ 7, 8X chứ. 69k đúng không? Đây luôn chị em mình cái này 65k. Đặc thị Bích Liên. Tóc mấy ký nãy giờ đồ gái đẹp lắm à. Lên luôn dùng cái này 38kg. Cái này lên chị em mình 65k luôn. Bộ này bộ xây đại. Cái này không Mai phải. Mai Trang có rồi nha. Hai bộ à. Ok. Ok. Cái này bỏ cái này ra rồi sao màu đen nó dễ dính giấy này vô là nó ấy liền. Xoay 35kg. Để sửa lại mà ma. Để sửa lại về mà ma. Rồi xe 22. Vàng xe 22 được 2 bộ chưa? Vàng xe 22. Vàng xe 255. Rồi ngưng chị em mình nhé. Vàng xe 22 nữa thôi. Nha chị nào lấy vàng 22 chút vàng 22 xong ngưng nha chị em mình nhé. 38 nha chị Minh Thanh Trần. Con xe đại ở 37 đấy. Con xe 7 thì nãy bỏ xuống đi. Xe đại á, ba coi 7 phải không? Con mà như giá nè. Ờ, coi 7 phải không? 7XL. Để đáp vào sau cái bằng trước. Cái này bao nhiêu tiền? 65. 65. Rồi chị nào lấy 22 nữa chốt nhé. Xong ngưng like như chị em mình thôi. Còn cái gì tối view cao cao thì. Ôi con quần ngốt kìa. Ở đâu rồi? Cho Nguyễn. Ngốt này khách hậu quá chừng không có nè. Xe 55 nè. 45k nốt luôn. Chị nào lấy ngốt theo chút ngốt theo một con. Ngốt theo nha. Một con thôi xe 55 quay đầu. Xa XL đấy. Ai lấy ngố chút ngố luôn dùng nguyên. Ê, cái này lẻ tối mấy bơ bao tối rồi nó. Đổ 35 cho Hoàng Phúc. Đổ 35 cho Hoàng Phúc. Nó xe hồi nãy mới thả xuống xe 6. Cái bộ hồi nãy mà xe 6 á thôi. Xe 6X. Xe 6X á. Có rồi. Thì mình bóc dùng cái bộ hồi nãy xây 6x7 chứ đó. Màu đỏ rồi nãy. Cái này cũng còn hai cái áo nam bán bạn. Cái này hai không màu đỏ hồi nãy. Đỏ hồi nãy. Đỏ hồi nãy cũng thả xuống rồi. Xây 55kg quay đầu. Tặng mất luôn. 70k hai con luôn. Hàng này bán 59k này. 55kg quay đầu và hàng này là hàng công ty nhé.
Đi luôn cho chị em mình combo luôn, hai cái luôn, 70k nốt luôn. 70k không, hồi nãy Hương thả xuống có hai con. 70k xong rồi nhá, Hương like nha chị em mình ơi. Thầy chị em mình like túi nhé. Em không có nha chị Trâm Như, em hết rồi. Em hết quần nam rồi. Chị ơi, ship bé thì chốt đơn chị báo giùm em nhá. Rồi ok, bye bye chị em mình luôn. Ship bé thì là hai con nè, đây, sai đây. Ủa. Nó bị ý. Rồi. Rồi ok, bye bye chị em mình luôn nè. Hai cái đó này ai chốt không? Chưa.